Hóa đơn của Huyền Trang 1.490.000 mới chuyển khoản hả? Là trừ tiền ship đồ ra hết rồi phải không hay là sao ạ? Rồi lên nha mọi người. Lên rồi nè, em đầu like em tặng mấy cái hàng mà nó bụi bụi á mọi người. Cái này em tính em để bữa nay em tặng á, do cái hàng mà hàng bụi này là em lọc ở trên xào á, em lọc xuống á là nên là nó có hơi bụi, em sẽ tặng rẻ cho mọi người đầu like nha mọi người nha. Em còn một bao quần nữa nhưng mà bao quần này em chưa có để bữa nào đi em tặng luôn cái bao quần. Do hàng mà hàng shop về là em hay sàng ra đó. Em sàng ra cái hàng nào hàng bụi, hàng nào dơ thì em bỏ ra á. Em bỏ ra em sẽ like cho mọi người giá rẻ. Anh đó hôm nay đầu like bạn nào chia sẻ like đi, em tặng đầu like giá rẻ cho mọi người chốt nha. Rồi kêu mua trái cây cũng không biết. À, có nói gì không? Anh chẳng nên dạy cô cho. Anh rồi vô đi mọi người, vô đi em tranh thủ like nha mọi người nha. Tắm đi bé ơi. Rồi lên 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 đi mọi người, lên em tặng đầu like nha mọi người nha. Rồi mọi người chia sẻ đi cho xin hai lần cho cá nhân và năm hội nhóm nha. Em tặng những hàng mà treo bụi á, em tặng cho mọi người giá siêu rẻ luôn nha. Em tặng rẻ cho mọi người chốt về, chịu khó giặt xơi giùm em đi ha. Kéo đi cái đầm luôn rồi khỏi bị quần nữa. Ừ. Nè đừng mệt. Ok. Mệt chi vậy? Dễ quen, dễ đi. Mai đây lên trường đừng bận mọi người. Ok mẹ nhớ nha. Ừ. Okay. Chứ con quan trọng con dám bận không chứ con mẹ đâu bận đâu mà sợ. Hôm nay là ai có đơn là đi đơn hết á mọi người ơi. Đơn ngày hôm qua là em dùng rồi là đi hết á, còn đơn này là giữ lại nha mọi người nha. Đơn là giữ lại ngày nay ngày mai nữa mới đi đơn nha. Đơn ngày hôm nay là giữ lại ngày nay ngày em like hôm nay và ngày mai nữa mới đi đơn ha. Ngày mai nữa là ngày mốt mới đi đơn á. Rồi là cái đơn mà những ai có đơn ở đây á là trong ngày hôm nay là chút xíu nữa đó mà chưa gọi kịp là gọi tới mọi người luôn á. Nói chung là đi đi luôn á, còn mà đơn ngày hôm nay là mới giữ lại thôi nha. Rồi mọi người ơi chia sẻ đi, em tặng đầu like nè, trời ơi nhiều lắm thôi nè, hàng mà hàng bụi em lọc ra nó nhiêu đây nè. Ui, em ngồi nè, nhiêu đây nè. Ui ui, chút mẹ đây nè. Ai mà muốn hàng tặng không, ai muốn hàng tặng này em tặng hết này nè, em sàng ra hàng bụi nè. Hàng bụi em sàng ra nè, quan trọng mọi người chia sẻ nhiều để em tặng hết vậy thôi ha. Rồi nhanh tay chia sẻ like mẹ em đi.
lên xuống chốt đơn nè. Rồi vô chưa mọi người ơi. Rồi like luôn nha mọi người nha. Rồi bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ nè. Rồi cho em xin một tim một like đi mọi người. Nói chung là bạn nào muốn nhận hàng tặng nè, cho em xin một tim một like đi tình yêu ơi. Rồi nha, em like luôn nha. Nhanh xuống mỏ đơn kìa. Em có hai con này đã hơi dơ nhiều xíu, em tặng nha mọi người không đồng nè. Em có hai con này em tặng mọi người không đồng nha. Rồi mọi người ơi, mọi người chia sẻ like đi mọi người ơi, chia sẻ like mạnh tay cho mọi người. Hôm nay em lên áo thun nha. Ồ, xì nam hả? Nói chung là chị không có thời gian luôn á. Xì nam còn một bao. Để chị coi thử đi. Rồi có gì chị lôi ra chị like cho. Hôm ở đây Huỳnh gắm được cái quần xì nam nào chưa? Rồi em tặng cái này không đồng đi. Cái này nó bị cái gì á. Cái này mọi người mua logo, mọi người hả? Đi thêm cái logo vô đây là được nha, không bị cái gì hết, nhưng mà nó bị ấy nè mọi người nè, nó bị loang á, màu nó loang đây nè. Em tặng không đồng nha mọi người nha. Con này rất là xịn sò luôn ha, rất là đẹp, rất là xịn luôn, nhưng mà không biết là nó bị tác đụng động cái gì mà nó bị loang cái này nè. Cái hàng này hàng xịn nha, cái bút này hàng xịn, vải thun xịn lắm. Em tặng không đồng nha mọi người nha. Con này size L, con này size nhỏ 40 cho tới 50 kg thôi ha mọi người ha, 40 cho tới 50 kg thôi nha mọi người nha. Rồi em tặng không đồng con này ha. Em tặng không đồng, nói chung là chất rất là xịn. Ai đã nhận được con này là chỉ có phê thôi. Nhưng mà nó bị cái này nè. Đó mọi người về mua cái logo may lên là ok nha. Mua cái logo may lên là ok chứ không hề gì, không có bị gì đâu ha. Rồi em tặng không đồng. Rồi tặng không đồng nhanh. Rồi không đồng cho ai nè. Rồi con này thì nó bị dơ vai á. Con này treo nó bị dơ vai nha mọi người nha. Rồi tặng không đồng, chia sẻ like đi nha. Bạn nào không chia sẻ like không tặng không đồng đâu nha mọi người nha. Nói chung là chia sẻ like đi mới tặng không đồng nha. Cái này không tìm được ấy nè. Em thấy chị gì nè chia sẻ nè, để em coi thử lại nha mọi người nha. Chị Nguyệt Đinh chia sẻ like chưa nè chị yêu ơi. Chị Nguyệt Đinh chia sẻ like chưa? Rồi anh tặng không đồng. Đặt tên luôn nha. Mới thấy trôi đi đâu rồi. Ủa em mới thấy ai tặng không đồng đầu tiên nè. Rồi tặng không đồng với chị Nguyệt Vinh đây nè. Bạn nào có đơn không đồng là nhớ chốt thêm đơn nha. Chứ hôm nay là đơn này em giữ ngày nay qua ngày mai để em đi đơn á nha. Bạn nào có đơn không đồng cố gắng chốt thêm đơn để đủ đơn em đi đơn nha. Cái con này nó bị dơ mọi người, về kiểu như là giặt đi rồi hả, cho người nhà mình xài cũng 40 cho tới 50 kg thôi nha. Rồi ai chúc mã này lên mã dơ đi, comment mã dơ tặng không đồng nha. Mã dơ vẫn tặng không đồng, comment cái chữ dơ đi cho em khỏi lộn với cái kia nha. Dơ tặng không đồng. Dơ tặng không đồng 40 tới 50 kg nha, tặng không đồng. Rồi con trắng này nó có khoảng 4 con. 4 con trắng nè. Rồi comment dơ tặng không đồng đi nè mọi người nè. Rồi dơ tặng không đồng nè, cái áo xanh nè, ai chút dơ nè. Ngọc Hiếu lên số điện thoại nha. Ngọc Hiếu lên số điện thoại nè, không có số mở chút đơn được nha. Rồi dơ tặng không đồng cho Liên Nguyễn nè. Rồi bây giờ em lên mấy cái này nha, em lên mấy cái áo trắng này nè. Nó trùng mẫu nha, áo trắng này nói chung là chất rất là xịn sò nha mọi người ơi. Cái này nó hơi dơ nhẹ, nó có cái dơ và có cái không dơ nha. Nhưng mà cái này nó một mẫu nó có tới 4 con nè. Một mẫu nó có 4 con ha mọi người ha. Cái này em tặng cái này cho mọi người với giá là 35.000 hàng xịn nha. Cái này em không có bán thông thường nha, cái lô shop này là toàn hàng xịn thôi. Rồi em cho mọi người 35.000. Rồi nó có một size L thôi. Trời ơi đẹp lắm.
Rồi 35k nha mọi người ơi. Cái này là giá tặng nha. Chút xíu nữa em bán 70-75 ngàn lần nha mọi người nha. Cái này đầu lam tặng 35 ngàn. Rồi ai chút trắng lên trắng nha. Em mua mấy lần rồi. Ủa vậy hả? Rồi ok em nè. Nhưng mà em comment sao? Ủa dơ vậy là Ngọc Hiếu trước hả? Rồi Ngọc Hiếu chờ xíu nữa đi. Để cái nào chị dở lên, cái nào nó dơ nhiều nhiều với chị tặng nha nha. Còn cái này á, là mấy cái trắng này á, nó chỉ có dơ vai nhẹ nhẹ thôi nha, không hề hấn gì. Nhưng mà cái này là em tặng đầu like cho mọi người nha, em tặng đầu like. Cái này là chất cô tông thái nhưng mà là hàng thường nha mọi người nha. Mọi người lưu ý giùm em nha, hàng này không có hàng thường. Cái này đáng lẽ em bán cho mọi người giá 70 ngàn, nhưng mà cái này đầu like em sẽ tặng cho mọi người 35k đầu like nha. Nói chung lần nào đầu like em cũng tặng hết trơn á. Rồi ai đã nhận được cái mã không đồng rồi thì mọi người nhớ cố gắng chốt thêm đơn để đủ đơn, để là ngày mốt em đi đơn á, em cho dù ngày mai để ngày mốt em đi đơn. Rồi comment mã trắng giùm em, 35k mã trắng, mọi người nhìn chất tung là mọi người biết à. Ai mua rành hàng nè, nhìn chất tung, nhìn nó viền cổ nào mà biết hàng tốt hay hàng thường liền nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn ha, 35k trắng nè, size nhỏ thôi nha. Trắng 35 ngàn. Trắng 35, trắng 35k cho Nguyệt Đoàn. Rồi ai chút trắng nữa lên trắng 35k. Vải rất là đẹp luôn, đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn nha. Cái này em tặng đầu like nha, áo nam nha mọi người nha. Rồi trắng cho Thuy Thái. Rồi ai chút trắng nữa lên trắng nhanh tay với hàng này, hàng tặng nha mọi người nha. Chứ chút xíu nữa mọi người mua 70-75 ngàn đó. Áo nam không có ra giá rẻ đâu nha mọi người nha, hàng shop nữa. Rồi trắng cho Thương Vinh nè. Mọi người ơi lưu ý nha, khách mới là chị không khoảng cặp em mới đi đơn nha, còn không chị không khoảng cặp em không đi đơn nha, mọi người lưu ý ha. Nói chung là cái hàng này là em bao chất xốp cho mọi người, chất rất là mát, rất là xịn, không có độ lông, không sừng lông nha. Rồi cho Thương Vinh nè, chịu cặp thì hãy chốt đơn nha, còn không thì không ấy nha. Rồi dự bị cho Diễm Ly nè, Thương Vinh là khách mới nè, ta cho cái đơn của Diễm Ly nằm phía sau, Diễm Ly cái nằm phía sau. Rồi con trắng Adidas này em tặng 35k luôn nha mọi người nha. Trắng Adidas này em vẫn tặng 35k. Mọi người ơi thương chấm bài chia sẻ giùm em nha. Thả cho một tim một like đi mọi người ơi. Cái trang dạo này nó bị bớt tương tác nha. Nhiều khi là đã dậy rồi em còn nghỉ lâu rồi đó. Đó nói chung là mấy con trắng này treo nó có hơi bụi nhẹ nha mọi người nha. Bụi nhẹ em tặng mọi người 35 ngàn. Còn những con nào mà 100%, 90%, 90% không tì vết á là em sẽ chốt cho mọi người giá 70-75 ngàn. Chút xíu nữa áo có cổ đẹp lắm. Rồi ai chốt mã này comment mã Adidas 35k. Adidas 35k giùm em nha. Ai chốt mã này lên mã Adidas 35. Cái size này là size nhỏ nha, mọi người nghe rõ số ký cho mình nha. Size này cỡ khoảng là 40 cho tới 50 ký, bạn nào cao là 55 ký độ về thôi nha. Nghe rõ số ký cho mình nha, 55 ký độ về ha. Rồi ai chốt mã này lên mã trắng Adidas 35k nè. Mọi người tranh thủ chốt cái để một hồi nữa là like 70-75 ngàn, mọi người không mua được cái hàng giá rẻ nha. Nè, toàn bộ hàng xịn của nó là cái cổ của nó nè mọi người thấy không? Nó đi viền cổ hết chứ không phải là như bác hàng chợ rẻ tiền ha mọi người ha. Chất rất là mát luôn. Rồi con này size nhỏ luôn, 40 tới 50 kg nha mọi người nha. Cái này size L. Con này size L, ai chút xanh lên xanh. Adidas cho Cao Tây Dương nè. Rồi ai chút xanh lên xanh, hello Khánh Dương. Rồi hello hello mọi người nè. Áo thun nam nha. Mai Saka nè. Áo thun nam nha mọi người nha, like đồ nam giống với like đồ nữ nha mọi người nha. Rồi xanh này 40 cho tới 50 kg nha, xanh 35 ngàn. Em tặng một hơi đầu like 35k, ai chốt được cái nào thì chốt nha. Rồi ai chốt mã này comment mã tím 35 ngàn. Rồi xanh nha Nguyệt Đoàn. Rồi tím 35k luôn nha mọi người nha, toàn bộ. Rồi tím 35 ngàn, size này size nhỏ luôn giùm mình nha mọi người ha. Rồi comment mã tím, tím này nó dơ nha mọi người nha, dơ á. Nó có dơ em sàn ra em bán 35 ngàn đó ha. Rồi tím, tím 35k. Tím 35k. Mua ít thì cặp 50 ngàn nha bạn nha. Mua ít thì cặp 50 ngàn mà bạn mua nhiều là cặp mà là 100 ngàn. Ví dụ mà mua mà trên 1 triệu á thì mọi người phải là cặp cho em là trên 200 ngàn. Còn mà mọi người mua mà cỡ khoảng 500 ngàn là mọi người phải cặp cho em 100 ngàn. Còn mua mà đơn cỡ 200-300 thì cặp 50 ngàn nha. Đủ tiền ship là được ha. Rồi xanh nha Kim Tuyền Phan. Xanh chốt rồi hả? Rồi tím. Rồi tím nha Liên Nguyễn nè.
số tài khoản trên trang nha Thương Dinh ơi, có chốt cho em cây trắng rồi đó, tím nha Liên Nguyễn nè. Rồi ai chúc trắng lên trắng nha mọi người nha, trắng em tặng luôn 35.000, trời ơi chắc đẹp lắm, nói chung là vậy đó, em đầu like là tặng nha. Rồi trắng 35k, size này cỡ khoảng 55kg quay đầu nha, 55kg quay đầu, áo nam hết toàn bộ nha, không có áo nữ nha mọi người nha. Rồi comment mã trắng 35k, ai chúc trắng lên trắng 35, trắng 35. Nè, như mấy con này nó không có dơ gì hết trơn nè, cái này Quảng Châu luôn nè mọi người thấy không, tan hàng Quảng Châu nè thấy không. Rồi ai chúc xanh lên xanh giùm em ha. Rồi comment mã xanh 35, xanh 35. Rồi trắng 35 cho Mai Ska nè. Mai Ska nè là nhớ nha, chịu cọc thì hãy chốt đơn, còn bạn nào không chịu cọc thì đừng chốt nha. Chứ mắc công hả, chốt rồi gọi điện không nghe máy là em là làm sao cho chốt không chốt nữa đâu á. Trắng cho Mai Ska nè. Mai Ska. Rồi xanh nha Nguyệt Đoàn. Cái này là hàng Quảng Châu nè. Rồi con này trắng dơ, ai chúc trắng dơ lên trắng dơ, em tặng cho mọi người con trắng dơ này 15.000, 10.000 luôn, tặng không đồng luôn, cái này dơ lắm. Cái này ai về cho miếng tẩy vô tẩy nha. Rồi trắng dơ em tặng không đồng, hồi nãy bạn nào mà comment rồi mà chưa được nè. Hồi nãy mà bạn nào nó để chút xíu nữa có không đồng tặng nè. Để bạn nào quên mất tiêu rồi nè. Nãy bạn nào mà chút trước Ngọc Hiếu. Ngọc Hiếu còn xem thì lên nha. Ngọc Hiếu còn xem là lên nha, tặng cái đó cho Ngọc Hiếu không đồng á, do là để comment trước nhưng mà mình không có tưởng là cách mới, mình không có đặt tên. Rồi không đồng nha, ai chút đó lên không đồng. Mấy cái này là nó dơ vai đó nha mọi người nha, mọi người lưu ý, nhưng mà cái hàng này là chất lẹ bao chất nha. Nó có dơ vai tí xíu mọi người dè dặt ha mọi người ha. Rồi comment mã này mã bi đi. Ai chút mã này comment mã bi nha, mã bi. Rồi tặng cho Ngọc Hiếu đi nha, do hứa rồi nha mọi người nha. Rồi là mọi người bạn nào, nói chung mấy cái đó mọi người về mọi người ngâm miếng tẩy, mọi người giặt là ok. Do hàng này em ôm xốp là đương nhiên treo là nó phải có tác động là nó sẽ bụi. Cái thứ nhất cái bụi, cái thứ hai là những cái tay của người ta qua chặn, người ta lửa, người ta đẩy cái bờ vai á, thành ra là nhiều khi nó bị dơ ha. Rồi ai chúc mã này lên mã bi giùm em 35k, mã bi, bi 35. Bạch Út cặp đi nha, Bạch Út ơi cặp rồi hãy lựa nữa nha. Cái đơn kia là đang gọi chốt đơn á, chưa có chốt kịp á. Do là hôm bữa là live thứ bảy và chủ nhật, thành nên là đơn nó dồn nhiều quá mà thiếu nhân viên, thành nên là đơn bây giờ vẫn còn đang chốt đơn đó nha. Bạn nào chưa gọi, sáng giờ chưa gọi tới thì mọi người hả, có gì để ý mấy cái điện thoại nha, chịu khó. Chứ còn bây giờ là chốt đơn hơi bị trễ đó, do sáng giờ làm đơn, nhưng mà là đa số làm đơn nhiều đơn sỉ á, đơn 4-5 triệu trước không à. Khách nó chốt 4-5 triệu, 2 triệu, 3 triệu không à. Nói chung là khách quen á, lô này toàn là hàng đẹp không, khách nó mua nhiều á. Thành ra là mấy đơn nhỏ nhỏ là bây giờ đang chốt tới đó mọi người. Rồi bi 35 nè, bi 35. Út Bạch ơi, trên trang có số tài khoản Út Bạch ơi. Bi 35 Út Bạch nè, dự bị cho Vũ Nguyên ơi. Vũ Nguyên hạt sùng Sato. Rồi con tím em còn con nữa, 35k mã tím nè. Tím 35k nha, 40 cho tới 50kg thôi nha. Tím 35.000, tím 35.000. Ai chút tím lên tím mọi người nhìn nè. Hàng này là toàn bộ là như vậy hết nha, tan mắt đầy đủ hết như vậy nè mọi người nè. Nhưng mà cái hàng này nó hơi bụi là em lập hàng ra thôi nha. Đó, hàng nói chung là đó, nó như vậy đó. Nhưng mà cái nào bụi thì em lập ra cho mọi người ha. Lọc ra là em chốt rẻ cho mọi người. Hàng này là kiểu như treo nó bụi nè. Cái xào này nó nằm bên đầu á, nó treo nó hơi bụi. Nè, đó. Như mấy cái này xịn lắm luôn nè. Rồi ai chút trắng lên trắng em tặng luôn 35.000. Size này size to nha, 80kg quay đầu. Cái này có dơ miếng phía sau nè. Nhưng mà gì giặt sơ là ok nha. Comment mã trắng dơ 35k dùm em nha. Size này 80-85kg quay đầu 35.000 mã trắng. Trắng dơ 35. Trắng dơ 35. Trắng dơ 35k. Ai chút trắng lên trắng dơ 35.000. Rồi tím ai chốt tím nè, tím cho Hoàng Thúy nè. Bạn nào chịu cọc thì chốt đơn nha, còn không chịu cọc thì đừng chốt nha mọi người nha, để mắc công ha. Chốt rồi xả tới xả lui hơi bị cực á. Rồi comment mã trắng dơ 80kg quay đầu. Trắng dơ 80kg quay đầu nha mọi người nha, trắng dơ. Ai chốt trắng dơ lên trắng dơ giùm em ha. Trời ơi, cái này mọi người chỉ cần về giặt sơ cái này nếu mà không dơ em chốt 85.000 nha mọi người, lưu ý nha. Cái này nếu mà không dơ em chốt 85.000, cái này mọi người chỉ cần về giặt sơ là ok. Có con nhỏ khách quen, khách quen nó hay chốt mấy cái này về nó giặt á, nó giặt ra ngay và liền luôn. Rồi trắng dơ
trắng dơ cho Hoàng Thúy nè. Hoàng Thúy chịu chốt đơn, chịu cọc không nha? Không chịu cọc là không chốt đơn đâu à. Để mắt công nha. Hoàng Thúy số điện thoại 435, sao tôi quên nhiều không? Ghi dự bị hết thôi nha. Rồi cái trắng nó ghi dự bị cho Liên Nguyễn. Trắng ghi dự bị cho Liên Nguyễn. Rồi con trắng này xanh L nha mọi người ơi. Vẫn là dơ nha. Liên Nguyễn. Rồi con trắng này xanh L giùm em nha mọi người ơi. Vẫn dơ cổ nha. Dơ cổ, dơ vai. Trắng là dơ là bình thường. Rồi chút trắng lên trắng dơ giùm em nha. Xanh L 35k. Sao quá Liên Nguyễn ơi. Vậy là máy của em chậm rồi, thoát ra vô lại đi cưng ơi. Rồi còn bên xanh L dơ giùm em. Xanh L dơ 35k chứ để lộn với cái kia nha. Do hai cái trắng liên tục á. Rồi anh L dơ 35k nè. Anh L dơ 35.000. Anh L dơ 35 nha. Còn mấy mà anh L dơ 35 xanh L á. Rồi xanh này xanh M. Hai chiếc xanh M lên xanh M nha mọi người nha. Rồi comment size M, con này nó không dơ gì lắm, nó hơi dơ nhẹ nhẹ thôi, hơi dơ nhẹ vai thôi. Rồi comment xám M. Xám M nha. Xám M 35k giùm em ha. Xám M 35. Comment dơ vô đi Ngọc Hiếu ơi. Comment dơ. Ghi dự bị cho em rồi đó, để không tập rồi ngày mai chị cũng xả ra cho em à. Rồi trắng dơ cho Đào Lam Anh Đào. Ai chịu về giặt thì chốt nha. Có con nhỏ quen á, nó mua cái này về nó giặt nó sợ luôn nha. Rồi xám 35 nha Liên Nguyễn nè. Rồi ai chút trắng lên trắng em ha. Rồi trắng lên xây eo. Trời ơi cái này nó đẹp. Cái này hơi dơ nhẹ nhẹ xíu xíu. Này dơ hơi nhẹ nhẹ thôi nha mọi người nha. Dơ xíu xíu à. 45.000. Rồi trắng này 45k nha. Rồi size này còn khoảng 60kg quay đầu 45.000. Dơ. Cũng dơ mà dơ nhẹ hơn á. Dơ nhẹ hơn nha mọi người nha. Dơ nhẹ hơn 45.000. Dơ nhẹ nha. Ai chúc mạng này lên mạng dơ nhẹ đi. 45k dơ nhẹ 45. 45 nha mọi người nha. Chịu có nói chung mua về cho chồng hoặc cho con hoặc là cho anh em nhà mình gì đó mọi người hả. Về giặt ha. Chứ màu trắng mà mọi người chỉ cần keo lên một tuần nữa là nó bị dơ. Mình đi ra đường á, mình đi một chút xíu ra đường mà nó thật sự nha, đi mà bịt khẩu trang hết rồi lòi hai con mắt ra còn ở khe đây mà về nó bám bụi nó đen xì lì luôn á. Rồi trắng 45, 45 cho Nguyệt Đoàn nè. Rồi còn một con nữa nha. Nè con này dơ cổ nè, dơ cổ nè. Bụi gì vậy nè. Rồi con dơ cổ này nó dơ hơi nhiều nhiều xíu tặng 35k đi. Rồi con này nó dơ hơi nhiều xíu tặng 35.000. Rồi 35k nha. Chị ơi đẹp số ký. Có đẹp số ký mà. Thì chị có đọc số ký mà. Nè con này 60kg quay đầu nè, chị có đọc mà. Rồi con này 50-60kg là ok nha. Rồi lên dơ 35.000 giùm em giùm chị nha. Ai chúc dơ, dơ trắng dơ là trắng dơ 35.000. Trắng dơ 35. Trắng dơ 35.000. Cái này là hàng này là đã trên xào đưa xuống là lọc ra rồi nè. Rồi trắng dơ 35 50-60kg. Ghi 35.000 vô đi Thương Vinh ơi. Ghi 35.000. Rồi ai chứ mà nào comment mà rút giùm em size M. Rút size M nha. Nói chung toàn bộ nha, mình đọc luôn nha. Toàn bộ hàng 35.000 này là nó sẽ có dơ ít dơ nhiều là có dơ nha mọi người nha. Nhưng mà hàng chất này là rất là ok. Dơ chút xíu mọi người về chịu khó giặt nha. Chứ để về nói sao là cái này dơ là 35.000 nha. Rồi comment mà rút cho em 35k ha. Rồi dơ cổ cho Hoàng Thúy nè. Chịu bị cho Thương Vinh đi. Chịu bị cho Thương Vinh. Rồi rút em mời cho Ngọc Hiếu. Dơ hết á. Cái nào mình bán 35.000 là dơ hết nha mọi người nha. Dơ vai hết á. Cái hàng xịn như vậy không ai bán 35.000 đâu. Dơ vai xíu nè mọi người thấy không? Đó nó dơ vai xíu nha, về chịu khó giặt đó em đưa cho mọi người nhìn kỹ luôn á ha. Đó bút Paris nè, hàng xịn nè. Cái này bán 75.000 nè ha. Nói chung máy xe nhỏ bán 75, còn xe to làm bán 85.000. Còn nó bụi nó dơ làm bán 35k nha. Rồi comment mã xanh giùm em nè. Rồi xanh này nó có hai con, một con xanh M, một con xanh L nha. L này có khoảng 50.
50kg quay đầu, 40-50kg, còn size M là 45kg quay đầu gì đó ha mọi người ha. Nó tùy theo chiều cao nha. Nếu mà ai muốn bận body có thể 52-53kg vẫn bận được ha. Rồi comment mã xanh giùm em, 35k mã xanh. Xanh 35. Xanh 35.000. Cái vừa rồi cũng xanh luôn hả boy? Cái vừa rồi xanh là xám vậy? Ô, comment giờ không biết đường nào mà chốt luôn á giật. Rồi xanh L. Xanh L cho liễu thật đi nè. Comment giờ comment không hiểu đó, L cho liễu thật nè. Rồi M. Trời mấy này đẹp quá, cái này Nguyệt Đoàn nào nó chốt trời, mấy này xịn quá trời luôn. Mấy con này xịn lắm luôn á. Mà chốt giá này rẻ mà đâu mất tiêu rồi. Rồi xanh M. M xanh là cho ai vậy? Ai lên xanh M, lên lại xanh M đi mọi người ơi. Hết L rồi còn M nha. Ai chúc M lên M nè. Rồi xanh M cho Hoàng Thúy nè. Rồi xanh nó dự bị luôn cho Ngọc Hiếu em ơi. Dự bị cho Ngọc Hiếu. Số tài khoản có ghim lên trang mà em. Số tài khoản có ghim lên trang vô phần giới thiệu ấy cưng ơi. Có phần giới thiệu nha, có ghim lên trang á. Rồi ai chúc mã này comment mã hồng ruốc. Rồi hồng ruốc giùm em nha. Size này có khoảng 50-60kg nha. 50-60kg nha. Hồng ruốc 35k, 50-60kg ha. Hồng ruốc 35.000. Rồi hai con này em tặng rẻ cho mọi người nè. Rồi em tặng con này size là có khoảng 70-80kg nha. Con này 70-80kg 25.000. 70-80kg 25k. Thu Huyền lên số điện thoại nha. Rồi hồng ruốc, ai chúc mà quên, ai chúc mà đã comment mã riêu 25.000. Mã riêu 25k nha, 70-80kg mọi người ơi, đại lực view lên giùm đi mọi người nè. Xanh lờ hết rồi em ơi. Xanh lờ hết rồi, còn hồng ruốc, ai chúc ruốc này lên ruốc nè. Ruốc cái đinh lờ nha mọi người nha, 35k mã ruốc nè. Rồi comment mã riêu nha, ai chúc riêu lên riêu. Riêu 25k. Rồi 25k cho Liên Nguyễn nè. Rồi chúng mã này lên mã kem 25.000 mã kem. Rồi mã kem này size cỡ khoảng 70kg quay đầu á, 60-70kg nha. Còn mấy mã này mã xám. Xám đi, xám 25.000. Xám 25k, ai chúc xám lên xám 25. Xám 25k. Rồi ai chúc đỏ đô lên đỏ đô. Đỏ đô 35.000. Rồi đỏ đô này size cỡ khoảng 60-65kg quay đầu gì đó. Nói chung là 55-65kg. Ai chốt đỏ đô lên đỏ đô 35.000. Đỏ đô 35. Đỏ đô 35. Rồi xám 25. Cái đó áo nam đấy nha chị Trinh Nguyên ơi. Áo nam nha. Rồi xám 25 nha chị Trinh Nguyên. Cứ dự bị cho Liên Võ đi. Cứ dự bị cho Liên Võ. Rồi đỏ đô cho Thịnh Hương. Ai chung rút lên rút nha. Rồi con này nó dơ hơi nhiều nè mọi người ơi. Con này nó dơ vai hơi nhiều nè. Ai bán shop rồi mới biết được cái tình trạng này. Cái này dơ vai nhiều lắm nha mọi người nha. Size này to chà bá luôn. Dơ rất là nhiều, dơ vai rất là nhiều luôn. Nhưng mà cái này mọi người dơ vai là mọi người giặt đi ngâm đi ra nha. Màu này cũng đẹp nè. Rồi dơ nặng luôn á. Dơ nặng luôn nè. Dơ nặng luôn, con này em tặng 15.000 đi. Rồi con này em tặng 15k nha. Size này cỡ khoảng 4XL. 4XL cỡ khoảng 80kg quay đầu nha. Rồi comment mã dơ nặng luôn. Dơ nặng giùm em nha. Ai chúc dơ nặng lên, dơ nặng giùm em ha. Vải thì rất là đẹp. Nè nó dơ như vậy nè. Đó mọi người chịu khó dơ giặt đi nha. Dơ nặng luôn á ha. Nè đó em, cái nào là em nói rõ ràng nha. Đó mọi người thấy không, treo nó bị dơ á. Dơ cái vai á. Nói chung là dơ nặng á. Ai mới chịu khoản á.
Toàn có ý chốt rút là lên rút nha, chốt rút lên rút giùm mình nha. Ai hồi nãy chốt rút là lên rút kèm giá tiền nha. Ra đơn màn hệ thống máy vi tính mọi người chốt phải lên giá tiền nha. Giơ vai cho Liên Nguyễn nè. Rồi nãy ai chốt rút là lên rút lại đi nè. Ai chốt rút là lên rút lại nha. Comment rút lại, mình đây rút 35k để ra đơn ha. Rồi comment mã xanh nè. Bút Paris luôn ha, trời vải đẹp lắm. Vải rất là đẹp nha, nhưng mà size này size nhỏ thôi, 40-50kg thôi. Hai chút xanh lên xanh dùm em nè, xanh 35k mã xanh. Xanh 35. Rồi con này cũng dơ nhiều nè. Rồi con này dơ nhiều em tặng cho mọi người 25.000 thôi. Rồi dơ vai nhiều nha, tặng 25k. Rồi size này 55kg. 55kg quay đầu, bạn nào muốn bận body có thể 60kg nha, 25k. 25k nha mọi người nha, 25.000. Thu Huyền không lên số điện thoại không chốt đơn được đâu nha. Dạ rồi ok, em có chốt với chị rồi đó. Rồi rút 35 cho Hoàng Thúy nè. Xanh 35 như Ngọc Hiếu. Rồi giao vay nhiều cho Liên Nguyễn. Ai mua cho chồng con giờ chịu khó giặt. Rồi em lên ít áo này chút xíu nữa em tặng tiếp nha. Em lên ít áo xịn nha mọi người nha. Em lên ít áo xịn em tặng tiếp nha. Rồi cho nhiều là con này nè. Được một con hồng rút nằm phía sau nãy đâu, chưa chốt đâu. Đâu một con hồng rút không có cổ á. Rồi comment mã xám giùm em 75.000. Con xám này 75k. Cái này chồng em có lấy con bận rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi con này size từ khoảng 50-60kg tùy theo chiều cao nha. Bạn nào mà thấp người có thể 47kg vẫn bận được nha. Rồi comment mã xám đậm giùm em. Con này bao chất bao xịn nha mọi người nha. 75k. Xám đậm 75.000 ha. Xám đậm 75.000. Cái này em còn nhiều lắm nha mọi người nha. Chút xíu nữa em tặng tiếp nha. Rồi ai chút lên đơn này xám đậm 75.000. Nè mấy con dơ này em còn rất là nhiều luôn. Nè cái này là hồi nãy là nó đã hai cái rồi. Bây giờ còn thêm hai cái nữa nè mọi người nè. Thêm hai cái nữa nè. Nó nhiều lắm nhưng mà em phải chen chen vô chút xíu nữa em sẽ chốt thêm. Cái này nó còn bao nhiêu đây lận nè. U mẹ ơi. Cái này còn bao nhiêu đây, nhiều lắm mấy chục cái lận. À, nên là em like chen nha, chút xíu nữa giữa giữa em lại tặng tiếp nha. Nè như mấy con này là hàng này á, mọi người mua giá rất là mắc luôn. Hàng này bao chất nha. Rất là xịn sò luôn ha. Xám đậm giùm em 75.000. Ai chút xám đậm lên xám đậm 50-60kg. Ai chút vàng lên vàng nè. Con này bữa hôm qua em có lấy cho thằng nhóc em cái này size 4XL nha mọi người nha, 70.000. Size này 4XL nha mọi người nha, nghe rõ số ký nha. Rồi 4XL này là tương đương với cỡ khoảng 75kg quay đầu. Cái này 75kg quay đầu. Ai chút vàng lên vàng 70k mã vàng. Vàng 70 nè, ai chút vàng lên vàng 70. Vàng 70, ai chút đen lên đen. Rồi đen vuông xì xịn luôn ha, rồi đen 70 nè. Ai chút đen lên đi, em 70k mã đen. Rồi đen Gucci nha, đen này size cũng cỡ khoảng 60kg quay đầu ha. Cái màu vàng đó là 50-75kg vừa đó, cái vàng là cũng vừa luôn nha. 65kg là nói chung là em nghe số ký, đọc số ký đi. Nghe đọc số ký nha. Bán lẻ đó Tấm Hiền ơi, bán lẻ nha, chị like giá lẻ đó em ơi. Dây này like giá lẻ nha, còn mà ai xỉ ôm lô thì inbox ha. Anh bóc xỉ ông lô anh bóc, còn đây là bán giá lẻ nha. Còn để là hàng kia là hàng tặng. Bây giờ là cái này là mình chốt cho mọi người 70.000. 70.000 mã đen. Trời ơi nó xịn như vậy nè mọi người ơi, đẹp lắm luôn á nè. Ai mà xài rồi thì biết nha. Trời ơi nó đẹp chả mang luôn. Mọi người vô shop mua mấy trăm ngàn con, ở đây mua có mấy chục ngàn thôi. Rồi đen nha, đen này nói chung là size 60kg quay đầu. Bạn nào mà cao muốn bận body là 65kg bận được ha. Rồi lên mã đen. Rồi đen cho Trần Tiến Thành. Trời ơi đẹp quá à. Thắm Hiền lên số điện thoại nha. Chốt đơn lên số điện thoại mới có đơn nha. Không chốt đơn không có số điện thoại không có đơn nha. Trời ơi nó xịn đét như vậy nè mọi người ơi. Đẹp xuất sắc luôn á. Vải là khỏi phải bàn về chất nha. Ai mà mua cái lô này là phải khỏi phải bàn về chất. Rất là đẹp luôn. Ai chút mã này lên mã rút cho mình nha. Rồi size từ khoảng 55kg quay đầu. Con này size 55kg quay đầu nha mọi người nha. Cái này nếu mà ai bận body có thể là cao, có thể 60kg bận được nha. Rồi lên đơn size này từ khoảng 47-55kg nha mọi người ha. Ai cao muốn bận body là có thể 60kg bận được luôn. Ai chốt rút là rút 75k. Hàng này là nói chung là nó đẹp từng cm luôn á, đẹp lắm luôn ha. Rồi 75k mà rút cho mình nè, ai chốt rút lên rút 75 nha. Rút 75k.
Rồi ai chúc mã đen lên đen nè. Hàng này là hàng thun tàu nha mọi người ơi. Hàng này hàng thun tàu giùm mình nha mọi người nè. Thun tàu nha các tình yêu nha. Rồi ai chúc mã này lên mã đen. Rồi ai chúc mã này lên mã đen giùm em nha. Vải đẹp lắm, cái hàng thun tàu này vải rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Body vải đẹp xuất sắc luôn. Rồi comment mã này mã đen giùm em luôn ha. 70k mã đen. Rồi rút cho Thịnh Hương nè. Rồi comment mã đen 70. Trời ơi cái vải nó đẹp lắm, nó lạ lắm, nó không phải như hàng hàng ấy đâu. Hàng tàu nè mọi người nè, siêu đẹp luôn nha. Chất vải làm bao đỉnh luôn á. Rồi cỡ khoảng 60kg quay đầu ha. Rồi chút đen lên đen giùm em ha. Comment mã đen. Rồi con xám này là size M. Rồi xám size M. Có size to nữa nha. Size to có, size nhỏ có nha. Rồi con này là size M giùm mình nha mọi người nha. Vải đẹp xuất sắc luôn. Vải nói chung là em bao đẹp bao đỉnh nha mọi người luôn ha. Rồi comment mã này mã xám giùm em. Xám size M 75.000. Xám size M 75k. Nói chung 75.000 là bằng cái hàng chợ thôi. Mà cái này là mọi người mua hàng shop nha. Chất rất là xịn sò luôn ha. Rồi comment mã này mã xám giùm em. 75k mã xám. Xám 75. Ai chúc xám lên xám 75k. Xám 75.000 yeah. Ngồi nhìn tan nè. Rồi con đen này là size M luôn như mình nha mọi người nha. Con đen size M luôn, ai chúc đen lên đen. Rồi đen 75.000. Toàn bộ hàng đẹp lắm luôn ha mọi người ha. Rồi đen 75k nè, ai chúc đen lên đen 75. Đen 75k. Bự chút xíu nữa, có size bự nhiều lắm. Mày kéo cái này nó mất kia rồi bà. Rồi con này nó hơi dơ vai xíu nè mọi người nè. Con này hơi dơ vai xíu, tặng 45.000. Comment dơ vai 45. Dơ vai 45k. Size này size L. Dơ vai 45k nha mọi người nha. Rồi dơ vai 45k size L. 55kg quay đầu ha. 55kg quay đầu. Ai chúc mã này lên mã dơ vai. Dơ vai giùm em ha. Dơ vai 45.000. Dơ vai. Dơ vai 45k. Rồi mấy con này đẹp lắm. Ok. Có đạp số ký mà em. Chị có đạp số ký mà. Rồi dơ vai cho Hương Thịnh. Rồi ai chúc đen lên đen. Ai chúc đen lên đen nha mọi người nha. Dơ vai nha. Rồi. Rồi đen. Đen này size cỡ khoảng 60kg quay đầu ha mọi người ha. Đen 60kg quay đầu. Ai chúc đen lên đen. Rồi đen này em tặng 70 đi nè. Rồi đen 70.000 nha. 60kg quay đầu. Trời chắc nó đẹp xuất sắc luôn á. Rồi đen đen 70k 60kg quay đầu. Đen 70. Rồi con đen này 75. Rồi đen này size 2 XL nè. Rồi con này còn khoảng 65kg quay đầu nè. Rồi size này từ khoảng 55 cho tới 65kg nha mọi người nha. Ai chúc mã đen lên mã đen giùm em. 75k mã đen. Rồi mã đen 75.000. Ai chúc đen lên đen 75k nè. Comment mã đen 75. Trời mấy này đẹp quá đẹp luôn. Ai xài hàng xịn nha mọi người ơi, đừng mua hàng chợ hoài, phải mua một cái hàng tốt tốt mọi người bận đi cho nó biết, chứ đừng có mua ba cái hàng rẻ, ba cái hàng tào lao, ba cái hàng thường mọi người xài ấy. Mấy cái hàng này mấy hàng xịn ha. Ai mà xài hàng cao cấp rồi nhìn tan mặt là biết hàng cao cấp nha mọi người nha. Còn mà mua ba cái hàng chợ, hàng đồ rẻ tiền 30-35 ngàn là chỉ có hàng chợ thôi. Trừ trường hợp nào em bơm cái top nào nó rẻ em thanh lý ra rẻ thì mới có giá đó. Còn mà mua chỗ khác mà mua hàng giá đó là chỉ có mua hàng chợ thôi ha. Rồi đen 75. Rồi đen 70 cho Thắm Huyền. Đen 70 là cái đen đâu đó. Rồi đen 75 cho Mai Kỳ. Chuẩn bị cái đen 75 gì bị cho Hoàng Thúy đi. Hoàng Thúy ơi, chốt nhiều thì cọc đi nha. Cọc luôn nha, số tài khoản trên trang á. Cọc chuyển khoản qua luôn đi rồi lựa tiếp chứ để. Như bữa nhỏ bữa vậy lựa sỉ cái là đang lựa ào thấy chốt quá chút mười mấy cái rồi kêu cọc rồi đi luôn không thấy hồi âm luôn. Rồi xám đi size M, trời ơi đỉnh lắm luôn á mọi người, nhận về là chỉ có ngất thôi à, thật sự luôn á, đẹp xỉu luôn nha. Cái này nhận về là xỉu ngang luôn á, xỉu ngang xỉu dọc luôn, siêu đẹp luôn. Rồi comment mã xám size M giùm em nha. 75k mã xám size M đỉnh luôn á. Rồi xám 75.000, comment mã xám 75k. Ai chúc sáng lên sáng 75.000.
Rồi con này size to mọi người nè. Rồi con này size là size 2XL nha. 2XL size này cỡ khoảng 65kg đi. Con này 65kg nha. Cái đó body là vẫn được nha Mai Kỳ nha. Cái đó dạng như body là vẫn được nha. 65kg mà cam số 3 là cái đó vẫn body là được. Nó co dạng cái đó chắc nó co dạng á. Rồi lên mã này mã xanh. Em tặng cho mọi người con này 59k. Mã xanh 59.000. Xanh 59k nha. Không phải là mua về mặc nhưng mà chốt nhiều là cặp cho chị ấy, chứ không phải là mua về bán đâu. Nói chung là mua mà mua nhiều là cặp do là khách mới á. Rồi lên đơn nha, chứ mã xanh lên xanh em tặng 59.000 mã xanh. Rồi con xám này size 4XL nè. Con xám này size to nha mọi người nha, xám này size to 4XL nè. Rồi size này cỡ khoảng 70kg quay đầu nè, từ khoảng 60 cho tới 70kg là vừa con xám này ha. 60 tới 70kg ai chút xám lên xám giùm em nè. Rồi xám 65.000. Xám 65k ai chút xám lên xám 65.000. Rồi mã xám 65. Mã xám 65 ha. Toàn là thun cô tông thái như vậy nha mọi người nha. Rồi comment mã đen luôn. Rồi đen 70. Rồi con này có khoảng 45 cho tới 60kg vừa nha. 45 cho tới 60kg ai chút đen lên đen. Đen 70.000. Mã đen 70. Xanh 59 cho Thùy Thái. Xanh xanh đó. Rồi comment mã này mã đen giùm em ha. Ai chút đen lên đen. Rồi đen cho Tuyến Trần Tuyến Thành nè. Trần Tiến Thành hình như là khách quen đúng không Cưng ơi? Trần Tiến Thành là khách quen đúng không? Rồi ai chúc mã này comment mã đỏ luôn ha mọi người ha. Đỏ 70 luôn ha. Ai chúc đỏ lên đỏ 70. Rồi đỏ nó hơi dơ vai rồi em tặng 60 đây. Hơi bụi thôi. Hơi bụi hơi dơ vai em tặng 60.000 nha. Mua về là phải dò sơ đi ha. Rồi xám 65 cho Liên Nguyễn. Xám chắc ăn nha, chắc ăn thì hãy chốt nha, chứ để mấy công rồi chốt rồi là ngày mai gọi điện thoại không nghe máy là thôi luôn á, thật sự luôn nha mọi người nha. Mọi người chốt đơn á là mọi người có trách nhiệm với cái đơn hàng của mình nha, đừng chốt đơn xong ngày mai nha cái bên shop gọi điện cái không nghe máy là thật sự luôn á, đâu phải là nhiều công đoạn lắm. Đã tới công đoạn chốt đơn rồi rồi là mọi người nhớ nghe điện thoại nha. Chứ còn không ai mà bán khó khăn gì đâu, do là do mọi người cứ thường xuyên như vậy thành nên là nhiều khi là không dám chốt cho mọi người lại vậy á. Rồi dơ 60 cho thời điểm được không? 60 cho thời điểm nha. Rồi ai chút sáng nè, lên sáng nè. Rồi con sáng này size 2XL nha. Nó hơi... con này nó không có bụi. Rồi size này từ khoảng 50 cho tới 60kg. Bạn nào cao 65kg nha. Ai cao 65kg nha mọi người ha. Comment mã sáng 70. Rồi sáng 70.000. Hai cái là đi đơn rồi nha Thắm Hiền ơi, hai cái là đi đơn rồi. Rồi comment mã này mã xám nhìn em 70k nha, size từ khoảng 50 cho tới 65kg nha. Comment mã xám 70. Xám 70. Rồi ai giúp đỏ lên đỏ nè. Rồi đỏ cũng size 55kg quay đầu nè. Rồi đỏ 55kg quay đầu, xám cho thời điểm nè. Rồi cái này ai giúp đỏ lên đỏ ha. Rồi đỏ tặng luôn 60.000, đỏ 60. Ai chút đỏ lên đỏ giùm em Adidas nha, đỏ Adidas 60.000. Đỏ Adidas 60.000 rồi ai đã xài những cái hàng cái mấy con hàng ông địa này chưa nè. Mấy con hàng ông địa này nhập vô giá vốn cao lắm nè. Cái này do là em bán sớm em biết cái này nó hơi dơ vai nè. Mấy con này nó dơ vai nha. Hôm bữa em chốt trên live em bán cùng giá cùng cao á. Nói chung là em bán trên live hôm bữa em còn một ít hàng của shop em xả giá nó còn cao á. Cái này dơ vai nè. Dơ vai với dơ tay nha. Ai mà bận mà bụi bụi chút ngay và liền con này size cỡ khoảng 70kg quay đầu. Size này cỡ khoảng 70kg quay đầu nha, cái này hàng Thái nha mọi người nha. Đấy mấy con là hàng cô tông, cái này là Việt Nam đây. Rồi ai chút dơ vai giùm em nè. Rồi con này em tặng cho mọi người chỉ cần giặt là ok nha, 65.000 nè. Dơ vai em tặng luôn 60 đi. Con này nó dơ ngay cái tay xíu rồi nè, em tặng 60.000 nha. Ai chút mà nào comment trắng dơ 60 nha. 70kg quay đầu giùm em ha. Bạn nào cao thì 75kg luôn á. Bạn nào cao thì 75kg. Chị ơi mới điện chốt đơn lúc nãy giờ mua thêm không? Là đơn ngày hôm nay mua thêm, là dồn đơn ngày mốt mới đi đơn nha. Ngày mai chị like buổi nữa, ngày mốt mới đi đơn là cái đơn này ha. Không dồn nữa nha. Cái đơn nào là xong cái đơn đó.
Cái đơn kia chị đã cho dùng thứ bảy chủ nhật rồi, thì đơn này là thứ hai với thứ ba, là thứ tư mới đi đơn nha. Đó mọi người lưu ý nha, khách mới khách cũ nghe nghe rõ thông tin giùm mình nha. Bên mình chốt đơn 2 ngày sẽ cho mọi người đi đơn, là cho mọi người dồn tới 2 ngày lận ha mọi người ha. Như ngày hôm bữa là thứ bảy với chủ nhật nè, hôm nay là thứ hai là đi toàn bộ đơn nè, không giữ đơn lại nè. Rồi như là hôm nay là thứ hai mình like là thứ hai với thứ ba, là dồn thứ hai thứ ba, là thứ tư mình mới đi đơn nha mọi người nha. Thứ tư mới đi đơn ha mọi người lưu ý nha, thành nên là không dồn qua cái đơn trước được ha. Rồi lên đơn nè, comment mà trắng dơ nè, 60 nè, Úc Bạch nè, chuyển khoản cọc đi hãy lựa nữa nè. Cái đơn kia là chưa có giải quyết xong, bây giờ chốt thêm đơn là cọc liền nha. Không cọc là không chốt đơn nữa đâu nè, Úc Bạch nè. Rồi ông Địa cho thời điểm nè. Trời ơi đẹp không à, chưa đâu. Bây giờ là mình mới có lên mấy hàng sơ sơ thôi nha. Còn hả mấy hàng cổ kia toàn VIP thôi à, chưa có lên đâu, đẹp xuất sắc luôn. Rồi con xám này là 85.000. Con xám này đẹp lung linh luôn nha, trời ơi xuất sắc luôn nè. Rồi comment mã xám không dơ không đồ gì hết đâu mọi người ha, rất là đẹp luôn ha. Rồi xám 85.000 giùm em nha. Rồi size này cũng gọi khoảng 70kg quay đầu, 70kg quay đầu, từ khoảng 50kg là đã bận được nha mọi người nha. 50-70kg là bận vừa ha. Hai chút mã này lên mã xám, trời ơi đỉnh chưa, ông Địa nha. Cái xám này cũng là ông Địa luôn ha mọi người ha, rất là đẹp luôn. Hai chút xám lên xám giùm em, cái xám này đẹp xuất sắc luôn ha. Cái này nhập vô vốn rất là cao. Xuống có 2 cái 30k à, ủa gì hả, áo có cổ nhiều lắm, áo có cổ rất là nhiều nha mọi người ơi. Em mua nhiều là em cọc 100.000 nha. Nếu mà đơn cỡ khoảng 200 là cọc 50.000, mà còn mà đơn mà mua nhiều là mọi người cọc 100.000 nha, trừ trong tiền bill luôn ha. Nói chung là mọi người cọc xong là trừ trong tiền bill luôn á. Rồi comment mã đỏ giùm em ha. Mấy con này mà mọi người không chốt là mọi người tiếc thật sự luôn nha. Cái này đợt hôm bữa em like là 100 mấy sao á. Rồi comment mã này mã đỏ ha. Ai chốt đỏ lên đỏ giùm em. Rồi đỏ cũng có khoảng 70kg quay đầu thì ai chốt đỏ lên đỏ. Rồi comment mã đỏ nha mọi người nha. Mã đỏ 85.000. Rồi đỏ 85. Hai chút đỏ lên đỏ ha. Rồi hai chút xanh đen lên xanh đen. Trời ơi đẹp không à mọi người ơi. Cái này bận lên rất là bụi mà rất là đẹp nha. Nói chung để dành đi chơi đi đồ là bận, nó thật sự là xuất sắc luôn. Rồi comment xanh đen 85.000 xanh đen. Có mấy con không có nhiều đâu. Rồi ai chút mã này lên mã xám đậm. Comment mã xám đậm nha, xám đậm 85k. Rồi size này có khoảng 80kg quay đầu. Con này 80kg quay đầu nha mọi người nha. Ai chút mã này lên mã xám đậm 85.000. Cái này là 80kg quay đầu ha, 70-80kg nè. Xám đậm giùm em. Ai chút xám đậm lên xám đậm 85.000 mã xám đậm. Rồi xám nhạt cũng 80kg quay đầu nè. Rồi chờ xíu nha, lên là bóc ở trên từ trên xuống dưới không có sóc lên được á. Do nó nhiều quá không có sóc lên được á. Rồi cái này là tới áo có cổ rồi đó. Rồi comment mã này mã xám nhạt. Rồi xám nhạt luôn ha mọi người ha. Xám nhạc 85.000. Xám nhạc nó có size 1 mà nó có size L nên ô cái này dơ. Cái này nó dơ like xíu rồi mọi người ơi. Con này dơ like rồi em tặng 60.000 nha. Về giặt sơ thì em ha, dơ like nè. Ai chút dơ like lên dơ like đi. Dơ like xíu xíu dưới đây nè. Đâu rồi? Ủa mới thấy dơ like rồi. Đây nè, dơ chút xíu ở đây nè. Rồi em tặng luôn 60 nha. Dơ like á, ai chút dơ like lên dơ like 60.000. Rồi con này là cỡ khoảng 70 dơ tới 80kg nha. Thôi dơ like một chút xíu tặng 80, quên 60.000. Rồi 60k nha mọi người nha. Comment mã dơ nè. Mã dơ. Rồi con này size nhỏ, cái này size L nè. Rồi dơ like cho Nguyễn Lưu Ly. Rồi ai chứ mà nào comment size L giùm em ha. Size L 85.000. Size L 85k nha mọi người nha. Size L 85. L 85.000. L 85k. Lên tiếp áo quá cổ nha mọi người nha. Trời ơi, đẹp chưa? Cái kéo của mình nó mất tiêu rồi chị ạ.
L luôn cho Nguyễn Luli. Ờ Luli ơi, nó có màu đỏ, màu xanh đậm, màu xanh đen đẹp quá trời luôn á Luli ơi. Màu xanh đen đẹp xuất sắc luôn á. Cái ông địa đó màu xanh đen đẹp lắm. Rồi con xanh đen hàng xịn luôn nha mọi người nha. Ai chốt xanh đen lên xanh đen nè. Mấy con này bữa em like giá cao, rất là cao luôn nha. Và hôm nay em tặng đi cho mọi người con này 80 ngàn thôi nè, 80k nha. Size này cỡ khoảng 60kg quay đầu. Con này khoảng 60kg quay đầu dùm em nha, rất là xịn luôn ha. Còn em mã xanh đen dùm em 80 ngàn xanh đen. Nè cổ của nó nè. Rồi ai chốt xanh đen lên xanh đen 80 nha. Size này 60kg quay đầu ha. Trời ơi con này nó xịn lắm. Rồi xanh đen 80 ngàn. Ai chút xanh đen lên xanh đen. Rồi ai chút mã này lên mã sọc. Rồi sọc 70. Rồi sọc này sọc 70 nha mọi người nha. Rồi sọc này size cỡ khoảng 55kg thôi nè. Size này từ khoảng 40 cho tới 55kg là vừa nha. Sọc 70k ha. Ai chút sọc lên sọc cho cái xanh đen này đẹp xuất sắc luôn á. Rồi sọc 70 giùm em ha. Ai chút sọc lên sọc 70. Sọc 70 ngàn. Rồi ai chút đen lên đen. Rồi con đen này 60. Con đen này 60 nha. Size từ khoảng 40 cho tới 50kg thôi. Con này size từ khoảng 40 cho tới 50kg nha. Ai chút đen lên đen. Ai chút mã này lên mã đen nha mọi người nha. Mã đen 60k mã đen. 60k mã đen ha. Rồi đen cổ 75 ngàn. Rồi cái này dơ cổ đó mọi người ơi. Rồi con này bị dơ cổ rồi, em tặng 50 ngàn đi ha. Rồi con dơ cổ này 50 giờ giặt sơm em nha. Nó dơ cái cổ, dơ cái bâu cổ này ha. Rồi con em mã dơ cổ 50k. Rất là xịn luôn nhưng mà dơ ha. Rồi size này cỡ khoảng, nói chung là 45 cho tới 55kg nha. Ai muốn bận body là 60kg bận được luôn ha. Bạn nào muốn bận body là 60kg vẫn bận được nha. Còn em mã dơ cổ 50 ngàn. Dơ cổ 50k nha, dơ cổ 50. Yên chi cà rốt nè. Yên chi cà rốt là cặp nha. Hãy nào chịu cặp hãy chốt nha. Dơ cổ 50 nha. Ai chút dơ cổ lên dơ cổ 50. Rồi comment mã xanh đậu. Rồi xanh đậu 75 ngàn. Trời chắc ở ngoài đẹp lắm mọi người ơi. Rồi xanh đậu. Ai chút xanh đậu lên xanh đậu 75k. Size này từ khoảng 50kg quay đầu dùm em ha. Size này 50, 52, 53kg tùy theo chiều cao nha. Yên chi cà rốt này là khách Quy Nhơn đúng không? Khách là Quy Nhơn đúng không? Rồi xanh đậu cho Nguyễn Lưu Ly nè. Rồi xanh đậu đó cho Nguyễn Lưu Ly dự bị cho thời điểm tận hương. Phải ở Quy Nhơn không nè cà rốt Yên Chi ơi, phải ở Quy Nhơn không, comment lại nè để biết đường chốt đơn nè. Còn không là chốt cho dơ, chốt cho gì cho Thấm Hiền nè, cho đủ đơn nè. Rồi dơ cổ chốt cho Thấm Hiền đây nè, không có trả lời mất thời gian. Rồi Thấm Hiền dự bị cho Hoàng Thúy. Ghi dự bị cho Hoàng Thúy đi. À vậy hả, vậy là sorry, vậy là không phải. Rồi rồi phan phan từ từ. Vậy là cái dưa cổ đó là dưa cổ đó chốt cho cà rốt Yên Chi. Yên Chi cà rốt. Rồi dự bị vô. Có số thoại rồi đúng không? Yên Chi cà rốt đó dự bị cho Đào Lan Minh Đào. Rồi mã này mã sọc nha mọi người nha. Ai chút mã này lên mã sọc giùm em nha. Trời ơi cái sọc này vậy nó xịn lắm luôn nha mọi người nha. Sọc này 75k nè. Sọc 75 ngàn, size này size to. Size này cỡ khoảng là 80kg quay đầu á. Nếu mà ai thấp người là cỡ khoảng 65-70kg nha mọi người nha. Mà cao mà một cỡ khoảng 1m7 mấy rồi á, là cỡ khoảng 80kg bận được luôn nha. Rồi comment mã này mã sọc giùm em á mọi người nha. Ai chút mã này lên mã sọc. Phan từ từ. Rồi ai chút sọc không lên sọc đi mọi người. Sọc sọc em ha.
thoại 935 đuôi đúng không? Cà rốt riêng chi á. Có tôi phải số thoại đuôi 935 không? Rồi comment lại sọc dùm em ha mọi người ha. Sọc 75.000. Ờ vải nó xịn đét luôn ha. Rồi size to nha, sọc size to 75k. Ai chút sọc lên sọc. Có thử cà rốt riêng chi phải số điện thoại 935 đuôi không? Có nguồn riêng dài nha, nguồn riêng dài hôm qua em không chốt mà nguồn riêng dài quá trời luôn. Nguồn riêng dài còn bao nè, xíu nữa like nguồn riêng dài luôn nha mọi người nha. Rồi comment mã này mã đen nè, comment mã đen nha, sọc comment 75.000 vô đi nha. Ngọc Hiếu ơi, comment 75.000 cho em chị nha. Rồi ai chút đen lên đen nè, ai chút mã đen lên đen em ha, 70k mã đen, phải đẹp không à. Rồi đen này cỡ khoảng 40 cho tới 55kg cho mọi người nha, 40-55kg. Bạn nào mà bận body là có thể là 60kg bận được ha. Rồi lên đen giùm em ha, comment mã đen, đen đen 70.000. Mã đen 70. Đen 70 ha. Nếu mà kịp giờ thì like nha, có kịp giờ thì like, trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi sọc 75 chứ ngoài 85 nha. Sửa lại 75.000 cho Ngọc Hiếu. Cái sọc đó con sao nó ngồi nó cũng được. Rồi ai chứ mã đậu lên, mã đậu 75k nè, size M. Mã đậu còn một con nha, 75.000 này, bạn nào chưa chốt được chốt nè. Trời ơi đậu nó đẹp dã man luôn á, vải đẹp lắm. Cái vải đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi comment mã đậu 75k, mã đậu size M. Rồi nó có da bò nữa nè, trời ơi da bò nó đẹp. Trời ơi cái gì trời. Da bò nó có 3 con nè. Do bò nó bị dơ cổ. Con này không dơ cổ nữa. Rồi xanh đậu lấy size M Thành Hương ơi vừa không nhở? Thành Hương ơi size đó, xanh đậu lấy size M đó vừa không? Xanh đậu cho Thành Hương này vừa với thời điểm nè. Rồi con này con da bò luôn nha. Trời ơi da bò vải nó đẹp lắm đấy Trang, cái xanh đậu vậy đó. Vải đẹp xuất sắc luôn nha mọi người nha. Rồi lên mã da bò giùm mình nào, chút da bò lên da bò nha. Rồi chút mã này lên mã da bò size M nè, 75k da bò. Da bò size M 75. Da bò size M 75. Da bò size M 75k. Rồi bò 75 cho Đào Lam Anh Đào, mọi người nghe rõ số ký nha. Ôi trời, rồi hai con này dơ nè. Trời, liên lai khó quá. Không không lái được. Để chút xíu nữa lai quần sọc riêng cho chốt luôn. Rồi con này size to hơn nha mọi người nha. Con này nó vướng xào này, nó bị rút chỉ ở đây. Một chỉ ở đây. Cái này nó bị dơ cổ nè mọi người nè. Cái này sấy trên lờ nha mọi người nha. Rồi con này nó bị dơ rồi, con này nó bị rớt kiếu rớt dơ nè. Con này dơ nè. Con này nó bị dơ rồi mọi người ơi, size này cỡ khoảng 60kg nè. Cái này size này cỡ khoảng 60-65kg bận được luôn á. 60-65kg nha mọi người nha. Con này nó bị rớt cái sao á, nó bị dơ nè. Ai chút mã này comment mã dơ đi. Comment mã dơ nha, em tặng con này cho mọi người 35.000. Mã dơ em tặng 35.000. Mã dơ 35k không vừa. 53kg là không vừa đâu nha. Đào Lam Anh Đào ơi, nghe rõ số ký nha. Không vừa đâu. Rồi dơ 35k nha mọi người nha. Dơ 35 cho Kim Phúc Nguyễn nè. Rồi con này dơ cổ tí xíu nè. Con này dơ cổ tí xíu em tặng 50.000. Nè dơ cổ tí xíu ở đây nè mọi người thấy không. Rồi em tặng 50 giờ tự xử nha. Rồi sau này cũng cỡ khoảng 60-65kg quay đầu nha. Nè dơ cổ tí xíu siêu ngay đây nè ha. Rồi em tặng dơ cổ em tặng 50 ha. Dơ cổ 50k nè. Comment dơ cổ nha, cái này luôn lên luôn. Dơ cổ 50. Rồi dơ 50, dơ 50, dơ 50 cho Yên Chi Cà Rốt. Yên Chi Cà Rốt chịu bị gia Nguyên Phạm. Chịu bị gia Nguyễn Lưu Ly. Rồi con này em có 2 con. Rồi có 2 con size M và size 2XL. Trời ơi đẹp lắm. M và size 2XL nha. Rồi ai chút mã này lên mã rút 75.000. Đỉnh luôn á, thật sự luôn nha mọi người nha. Em chốt 75.000 rẻ kinh khủng khiếp luôn á.
Rồi lên đơn nha mọi người nha. Rồi rút size M và size 2XL nha, 75.000. M và size 2XL giùm mình nha, 75k quá VIP luôn. 75.000. Comment mã rút 75k. Mã rút 2XL. Rút 2XL cho Mai Kỳ. Ủa Mai Kỳ là bữa cặp rồi đúng không ta? Hải. Bữa Mai Kỳ như có cặp rồi đúng không? Ok nha Phan Thị. Mai hồng bôi, sáng mai hồng bôi lên luôn á. Ờ. Rồi rút cho Mai Kỳ nè. Rồi ghi 75 ngàn đi, dự bị cho Thoa Phạm đi thôi. Ghi dự bị cho Thoa Phạm. Rồi ai chúc M lên M nha mọi người nha. 75k size M đẹp lắm, 50kg quay đầu nha. Size này 50kg quay đầu nè. Trời ơi chất nó xịn lắm. Ừ. Rồi lên đơn nha mọi người nha. Còn một con size M đúng luôn, quá đỉnh luôn á, con là đỉnh lắm. Rồi lên đơn ha mọi người, nhìn tan là biết hàng cao cấp rồi, 50kg quay đầu giùm em ha. Xịn ghê luôn. Rồi M. Rồi con đậu còn một con size L nè. Đậu còn một con size L nha mọi người nha. Rồi chút đậu lên đậu 75k. Trời ơi chất nó đẹp lắm, nó không phải như thun cô tâm đâu. Nói chung là chắc rất là xịn sò luôn á. Ồ xê luôn. Rồi comment mã đậu giùm em nè. Sau này cỡ khoảng 50 cho tới 60. 50 cho tới 60kg á mọi người ha. Rồi comment mã này mã xanh đậu. Rồi xanh đậu size XL cho Nguyễn Luli. Ồ đẹp lắm. Con mấy con này đẹp lắm. Ồ con rút nó đẹp quá trời luôn mà một chút mà. Rồi comment mã kem nè. Ai chút kem lên kem nè. Trời ơi quá đỉnh luôn á mọi người ơi. Còn mấy mã kem thì em ha, kem size M. Rồi kem size M nha mọi người nha. Ai chúc kem lên kem size M. 75k kem size M. Trời ơi xuất sắc luôn. Kem size M. Đậu hết rồi mọi người ơi, còn kem nè. Còn một cái màu ruốc thôi, ruốc với kem. Quá đỉnh luôn nha. Rồi kem size M luôn em ha. Rồi đen luôn, trời ơi xuất sắc. Rồi đen size L, hai chút đen lên đen size L ha. Chấm bài đi, thả một tim một like nha mọi người ơi, thả một tim một like nha mọi người. Rồi comment mã đen 75k, trời ơi nó rẻ. Rồi đen size L nha mọi người nha, đen size L. Cái này nếu mà ai muốn bận body á là cỡ khoảng 58kg quay đầu, còn không là 45 cho tới 55kg nha mọi người nha. Rồi đen, hai chút đen lên đen. Trời ơi cái vải nó đẹp lắm, mọi người nhận đi mọi người biết ha, vải đẹp lắm. Vải nó phải như thun cô tông đâu, rất là xịn luôn. Hai chút đen luôn. Trời ơi các ai nhìn không cần nhìn kỹ không, cái chất nó thật sự luôn nha mọi người ơi. Mọi người nhìn là mọi người phê luôn á, không có đứng dậy chẳng lẽ cái nào phải đứng dậy cho mọi người xem, ngồi xa quá mọi người không nhìn rõ nha. Hàng cao cấp nha mọi người nha, chứ không phải ba cái hàng tàu lao bí đao á mọi người ha. Trời ơi đỉnh luôn, đỉnh của chớp luôn á. Rồi con đen này size M nè, 75.000 mọi người mua được nửa cánh tay áo á, thật sự luôn nha. Ở đây mọi người mua 4 cái, 5 cái ra shop mua được đúng một cái thôi nha. Ở đây mua 5 cái ra shop không biết được sờ một cái này chưa á, em nói thật sự luôn nha. Mọi người thử ra shop 350.000 mọi người sờ được cái áo này chưa nha. Đây nè, cái đen này nè, trời ơi đẹp đỉnh chưa, size M em nha. Chẳng lẽ cái nào cũng đứng dậy á. Size M. Trời ơi 75.000 nó rẻ. Rồi ai chúc mẹ nó comment đen size 2XL đây nè. Trời ơi của nó nè. Quá VIP luôn nha mọi người nha. Đẹp cực kỳ luôn á. Rồi con này đen size 2XL nha mọi người nha. Rồi 70kg quay đầu. Con này 70kg quay đầu ha mọi người ha. Rồi con này 80.000 nè. Comment mã đen 80. Ai chúc đen lên đen 80k ha. Comment mã đen 80.000. Rồi đen 80. Ai chúc đen lên đen 80. Đen 80.000. Cái này phải bán trăm mấy mới được. Mấy cái áo này phải like trăm mấy mới được. Thật sự luôn. Rồi da bò, bút cái rì xịn luôn. Mấy con này nữ mình có thể bận được luôn á mọi người. Mấy con này có thể nữ có thể bận được luôn nha. Quá đỉnh luôn á. Đen bao nhiêu cân hả? Đen có đọc số cân mà, có đọc số ký rõ ràng mà. Đen 80 cho Thoa Phạm nè. Rồi da bò nha, da bò 75k Bucari này thợ có thể là nữ bận được luôn như mình nha mọi người nha. Cái này nói chung là hàng này em bao viết cho mọi người luôn á. Hàng mọi người có thấy rõ không nha.
Cái này là thiêu luôn nha mọi người nha, rất là xịn luôn ha. Comment mã da bò 75k, size này size L. Nó mà cao 55kg quay đầu nha, thấp người 50kg ha mọi người ha. Rồi comment mã này mã da bò ha, da bò 75 nha. Da bò 75k nè. Rồi mấy con này nó đẹp. Xuất sắc luôn. Mấy tâm này. Quá đẹp luôn. Màu da này đẹp ghê luôn. Rồi comment mã đen. Nhiều khi bán bán mọi người rẻ quá, mà tưởng hàng thường. Phải là like trăm mấy mọi người mới biết được hàng xịn. Chứ cái hàng này mà bán giá này nó rẻ quá rẻ luôn. Rồi cái màu kem này nó có size M với size 1X 2X nha. M 1X và 2X nha. Rồi da bò cho Thịnh Hương. Trời ơi cái kem này nó đẹp lắm nha Thịnh Hương ơi. Rồi kem nó có size M 1X và 2X giùm em nha mọi người nha. Bên ngoài nó rất là đỉnh luôn ha mọi người ha. Rồi còn mã này mã kem giùm em 75k nè. Mã kem 75k size M 1XL và 2XL nha mọi người nha. Mọi người thấy không? Phía sau của nó nè, nó đi viền như vậy nè, rất là đẹp mà rất là đỉnh luôn á mọi người ha. Và comment mã này mã kem giùm em size M 1X và 2XL nha. Ai chốt size nào lên size đó. 2XL là tương đương với cỡ khoảng 70kg. Size L là 2XL là cỡ khoảng 70kg nha mọi người nha. Comment mã kem nha, ai chốt kem lên kem. Rồi kem cho Lê Nguyễn là lên số điện thoại nha, có số điện thoại em chốt đơn được nha. Thảo Nguyên nè, là hôm bữa có đơn có đi còn đơn dạ anh Mãi. Thảo Nguyên á. Rồi kem XL cho Ngọc Diệu nè. Rồi kem XL cho Thảo Nguyên nè. Lê Nguyễn không có số nộm chút đơn được nha. Em còn một cái kem size M. Còn một con kem size M nha. Cái con da bò này nè mọi người ơi, nó bị dính đầu cây vải á. Nó bị dính đầu cây vải á. Nó bị dính cái chữ ngay chỗ cái phía nách nè. Có ai chốt thì em tặng rẻ cho mọi người chốt nè. Đó mọi người cứ comment là lỗi giùm em nha. Nó kiểu như là đầu cây vải, nhiều khi nó có viết đồ gì lên á, hình như là nó bị dính đầu cây vải ngay đây hay sao á. Nó có dính cái chữ ngay đây nè ha. Đó cái này nếu mà ai chốt thì em tặng cho mọi người 35.000 thôi nè. Comment lỗi đây nè, sấy trên L. Sấy trên L nha, comment mã lỗi giùm em sấy trên L nè. Lỗi, lỗi vải nha. Lỗi vải sấy trên L. Nó mới tinh luôn, mới ken xe ben luôn. Nhưng mà nó lỗi vải ra, nó lòi cái đó ra em tặng 35k nha. Rồi sấy trên L nè, comment mã lỗi đi. Lỗi 35.000. Ok nha Thảo Nguyên nha. Rồi kem em mời cho Nguyễn Lưu Ly. Rồi comment mã này mã lỗi 35.000. Lỗi 35, lỗi cho mà lỗi 35, lỗi 35 nha. Mai Kỳ đưa rõ ràng rồi nha. Bạn nào chịu thì hãy chốt nha. Chứ mấy con này là chất mọi người về chỉ có phê ngẩn người luôn ha. Rồi lỗi 35 cho Mai Kỳ nè. Chuẩn bị cho Nguyệt Đinh. Chuẩn bị cho Nguyệt Đinh. Con đen là hai chốt chứ có hết bận luôn hết trời. Con này xịn ghê luôn ha. Trời ơi, cái bút này xịn đét nha. Cứ dành đi. Không phải lúc nào mà có đâu. Rồi con này xanh L nha, ai chút mã hồng lên mã hồng nè. Tay nó phăng như vậy nè mọi người nè. Tay nó phăng chữ nha mọi người ơi. Rồi nó hơi dơ vai xíu nè. Rồi nó hơi dơ vai nha, nó tay phăng chữ như vậy nè. Rồi con này dơ vai, chút dơ vai lên dơ vai nên tặng luôn 35k đi. Rồi em tặng con này 35.000 nha, size này size L. Rồi dơ tặng 35k nha, L 40-50kg thôi nha mọi người nha. 40-50kg thôi nha, comment mã dơ vai 35.000. Dơ vai 35k, ai chút dơ vai lên dơ vai 35.000. Rồi con trắng nè, cô tông giấy luôn. Rồi đẹp chưa? Cái trắng này cô tông giấy rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Rồi dơ vai 35 cho Út Bạch nè. Có Cẩm Vân Lê ơi, nó cũng thỉnh thoảng nè. Cũng thỉnh thoảng. Rồi ai chúng mày đây lên mà trắng giùm em nha. Con trắng này sấy trên lờ cậu khoảng 60-65kg. Trắng này bị dơ nhưng mà em coi kỹ tôi nha. Hơi dơ nhẹ nhẹ thôi, em tặng con này 59.000 nha. Dơ vai nhẹ nhẹ xíu nha. Dơ vai nhẹ nhẹ xíu á. Rồi dự bị á. Chắc vậy chưa bỏ bia vô mà. Út Bạch dự bị cho Hoàng Thúy đi. Hoàng Thúy. Rồi comment trắng 59k 60kg quay đầu. Dơ vai nhẹ nhẹ xíu thôi nha mọi người nha. 59.000. 59k nha mọi người nha.
Rồi ai chúc mã này comment mã 1. Mã 1 đi ha. Rồi mã 1 em tặng luôn 55.000, size cũng 60kg quay đầu ha. Ai chúc mã này lên mã 1 55k. Mã 1 dơ vai xíu nha. Mã 1. Cái này không, cái đó có size M à. Rồi con này xấy trên L nè. Con này xấy trên L nha. Rồi lên giùm em 55k nè. Hơi dơ, dơ vai tí xíu, siêu to nhưng mà rất là đẹp ha. 55.000 55k. Mã 1 55. Rồi con này size 2 trên L nè. Con này size 2 trên L nha mọi người nha. Rồi 2 trên L này 55k luôn nè. Comment size 2 55 nha. Chất của nó nè mọi người ơi, chất cô tông giấy nha. Ai đã xài mấy chất này rồi là biết nè, rất là đẹp luôn ha. Rồi 55k. Rồi mã 2 55 là 2 trên L đó. Rồi con này size L. Rồi con này size L ha mọi người. Ai thích size L lên size L em nè. Rồi comment size L 55.000 luôn. Size L, size L 55k. Cô tông Thái nè. Size L 55.000. Rồi ai chúc mã này lên mã đen ha. Rồi mã đen size XL. Đen size trên L 70. Chấm bài thả một tim một like em đi mọi người ơi, sao kỳ vậy ta. Rồi comment mã này mã đen giùm em này, 70k mã đen. Thái trên L cho Thảo Nguyên nè. Rồi về cho Tuy Thái. Đây khoan, đừng dán ghi luôn kìa. Rồi về cho Tuy Thái. Rồi comment mã đen nha mọi người nha. Chúc đen lên đen. Rồi đen này 65kg quay đầu nè. Đen này cỡ khoảng 50 cho tới 65kg. Mấy con đen này đẹp lắm mọi người ơi. 70.000 vải rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi ai chúc lên đơn nha. 70k mã đen. Đen 70. Rồi ai chúc mã này lên mã kem. Comment mã kem ha mọi ha. Cái này hơi bụi bụi thôi. Con này hơi bụi thôi, em tặng 55.000. Rồi 55k nha. Con này size L. Rồi L 55kg quay đầu ạ. Con này size to hơn chút. Rồi 40 cho tới 55kg nha. Ai chúc kem lên kem 55.000. Trời ơi màu đẹp, vải đẹp nha mọi người nha. Rồi kem 55k nha. 40 tới 55kg. Ai chúc kem lên kem 55.000. Kem 55k. Rồi mấy con đen nó đẹp ghê hồn luôn á. Rồi con đen này size 3 trên L nè. Con đen này size 3 trên L. Sao nó rớt ra, nó còn cái kiểu gì vậy trời. Con đen này size to nè tình yêu ơi. Em bị gì trời. Rồi chiếc mã này lên mã đen. Kem cho Hoàng Thúy nè. Rồi comment mã này mã đen nha mọi người nha. Đen này size cỡ khoảng 70-75kg ha. 2 trên L trời ơi cái màu rồi các bạn, nó đẹp 70kg quay đầu để trời ơi đẹp lắm luôn mọi người. Cái này nó đẹp cực kỳ luôn nha. Hai chút đen lên đi giùm em ha. 70k mã đen vải đẹp xuất sắc luôn ha. Đen 70.000. 70kg quay đầu ha. Đen 70. Đen 70. Rồi con đen này size cỡ khoảng 75kg nè. Trời ơi size từ lấy tên nhân cái này được không? Anh nhau mượn vừa luôn nè. Vải đẹp ghê. Tay chân nhau. Được lơi rẻ quá mà không biết. Nó mua mấy trăm ngàn một con á. Nó mới mua hả kìa. Nó mua cặp tù của nó 2 triệu mấy. Hôm bữa không có về Đồ Nam. Nó mua nó ra. Nó mua 2 triệu mấy. Mới được có mấy cái áo à. Mấy cái áo được 3-4 cái áo gì kìa. Đen 70 đó là đen size nào vậy ạ? Trời chắc cái đen đó phải từ cái đen đó luôn không? Rồi đen 70 cho Thảo Nguyên nè. Rồi ai chúc mã này comment mã trắng sọc. Trắng kim sọc nha, dơ vai nè. Em tặng cho mọi người con này 50.000 đi. Dơ vai 50. Dơ vai 50 nha. Về giặt sơ là ok nha. Dơ vai 50. Dơ vai 50.000 ha. Size này có khoảng 65kg quay đầu. Size này có khoảng 65kg quay đầu nha. Bạn nào cao muốn bận body là có thể 70kg nha. Do size 2 trên L á. Rồi dơ giùm em 50.000 mã dơ. Dơ 50. Tuy Thái chút cái nào ạ? À? Tuy Thái chút cái này ạ? À? Này đẹp quá, tính để cho thằng cháu nó bận. Này đẹp quá đẹp luôn á, vải đẹp dạ men thôi để lại. Quyết định. Đẹp quá đẹp. Bây giờ hả? Không có rầy hả? Hút không biết nhiêu cái rồi đó.
lôi lên đẹp quá, hút quá trời luôn á. Size này 40XL nè. Rồi con này size 40XL nha mọi người nha. 40XL giùm mình nha, 70k. Rồi 70.000 nha. Rồi trắng dơ cho thời điểm 70k nè. Rồi size này có khoảng 70-75kg nha mọi người nha. Ai cao có thể 80kg nha, size 40XL. Hàng Alex này là hàng y chang như áo sơ mi hồi ngày hôm qua like luôn á, đẹp lắm luôn ha. Rồi ai chúc mã này lên mã trắng nè. Comment mã trắng 70 nha, cái này trắng đại to lắm. Rồi trắng 70.000. Comment mã trắng 70. Trắng 70. Rồi con này xám xanh, hơi dơ vai xíu. Hàng Alex luôn nha. Xám xanh hơi dơ vai tí xíu nha, em tặng luôn 50 nha. 50, size này cỡ khoảng 55kg quay đầu. Con này cỡ khoảng 55kg quay đầu. Comment mã xanh dơ. Xanh dơ 50. Xanh dơ 50. Trời ơi, cái trắng 70.000 mới nó đẹp. Đây cái anh nha, mình dơ mình. Em like hết rồi, em chen chen mấy sơ mi mọi người, có ai chốt sơ mi nữa không nha? Sơ mi quần jean hồi nãy ai hỏi quần jean nhở? Rồi trắng là trắng 40XL luôn nha mọi người ơi, chấm bài đi, thả một tim một like mình đi mọi người ơi. Sao thấy buồn thiêu vậy? Sao thấy buồn thiêu, buồn thích gì trời? Có bị ẩn comment đi không ta? Thấy trên kia gì ai chấm chấm gì vậy? Rồi comment mà này mà trắng nha mọi người nha. Rồi trắng size này cũng 40XL luôn nè mọi người ơi, cao thì 80kg quay đầu nha. Còn cái này mà thấp người là cỡ khoảng 60 cho tới khoảng 70. Nói chung 70 cho tới 80kg á. Ai chút trắng lên trắng em nha. Rồi trắng 70.000 mà trắng. Trắng 70 ha. Rồi còn mấy mã này mã hồng. Ai chút hồng lên hồng chấm chấm đi mọi người ơi, sao như vậy? Rồi còn mấy mã này mã hồng nha mọi người nha. Ai chút mã hồng lên mã hồng. Rồi mã hồng em. Rồi mã hồng 60k. Rồi 60kg quay đầu luôn ha. Hồng 60.000. Ai chúc hồng lên hồng 60. Hồng 60. Trời ơi nó đẹp. Rồi. Mọi người thấy rõ mọi người, hàng Alex không à. Hàng Alex này là cái hạng của áo sơ mi không á mọi người ơi, nó đẹp xuất sắc như vậy nè. Nó bị đứng lên người ta. Mọi người chấm bài đi mọi người, ABC gì lên nữa mọi người, nó bị đứng hay sao vậy ta? Trời ơi, nó bị đứng nguyên một đống luôn, mới ghê chứ. Có áo có cổ nha. Quần tay Hàn Quốc hình như qua like rồi. Qua like quần tay Hàn Quốc rồi đó cưng. Chiến tư lên số điện thoại nha. Trắng do Thảo Nguyên nè, trắng 70 do Thảo Nguyên rồi, trắng đâu á. Trắng do Thảo Nguyên, cho cha nè. Bấm lộn Chiến tư nè. Chiến tư đã có đi đơn lần nào chưa ạ? Hả? Yến Thư có nhận đơn bên sắp lần nào chưa vậy? Rồi cho Thảo Nguyên đi nè. Rồi hình như là hai cái trắng 4x hết không? Còn cái trắng 4x nữa sao á? Bóc cái trắng 4x nữa. Trắng 4x này cho Thùy Thái đi. Rồi con xám nè, xám này size 5XL nha mọi người, 90kg quay đầu luôn nè. Trời ơi nó đẹp nè. Rồi xám giùm em 75.000. Ôi cái nào định số 4 là đúng cái này, trong này quá. Đây là cái đó. Ừ. 4x đúng không? Ừ. Bỏ nó cho ấy đi, 4XL để cho Thùy Thái. Rồi xám 75.000. Xám 75 nha mọi người nha, tại vì nó bị đứng một hơi luôn, em không thấy một cái gì luôn á. Bây giờ mới thấy nè. Mới đi đơn hồi chiều thì cọc chị mới cho đi đơn tiếp nha nha Yến Thư ơi. Cọc chị mới cho đi đơn tiếp ha. Xám 75 bầu trời đêm lên số điện thoại nha. Rồi lên đơn nha mọi người nha. Ai chúc lên đơn nè. Rồi xám này size to nha, 90kg quay đầu. 90kg quay đầu nha mọi người nha. Trời ơi nó đẹp vậy, nó đẹp xuất sắc luôn á. 75.000 nó rẻ bèo luôn. Nè mọi người, ai mà xài rành hàng Alex nè, hàng xịn không nè. Tan này là toàn hàng cao cấp không nha mọi người nha. Rồi comment vàng giùm em 90kg quay đầu luôn ha. Ai chúc vàng lên vàng 75k 90kg quay đầu ha. Rồi ai chúc mã này lên mã vàng. Yến Thư ngày nay cặp chưa ạ Hải? Cặp càng hay cặp gì? Rồi ok em chúc các anh chị nha.
bầu trời đêm nè, chịu cặp thì mới chốt đơn nha, còn không cặp là không chốt đơn nha bạn nha, để máy công nè. Bầu trời đêm nè, có chịu cặp thì chốt nha, còn không chịu cặp là không chốt đơn đâu ha. Sám cho bầu trời đêm nè. Rồi ai chốt vàng lên vàng luôn nè. Trời ơi, nãy có ai hỏi 90kg rồi đâu nè. Trời ơi, nó đẹp dã man luôn á. Cái vải nó đẹp xuất sắc luôn. Ai mà nhận máy này về không phê ngẩn người thôi á. Có 75.000 mua được hàng xịn. Trời ơi, xịn đét luôn. Rồi comment mã vàng giùm em nha. Cái này nó ép nổi luôn nè. Hai cây trắng mà chị hả? Em có được trắng không? Không được. Rồi vàng. Trắng không được con nào luôn á. Chị thử đâu khách mới, khách lái chị không có đặt, không thấy lên số điện thoại chị không có chốt. Không thấy lên số điện thoại chị không có chốt á. Rồi vàng cho Vi Huyền. Rồi cái xám nó dự bị cho Thuy Thái đi. Thuy dự bị lên cho Thuy Thái đi. Hôm bữa hôm qua mọi người, ai mà xem live ngày hôm qua mọi người nhớ con gì đập tên cái con mà hồi nãy mà ra rại không? Cái con mà kêu cái gì à? À, chốt cái em 100 lẻ mấy á, là tên gì quên ta cha rồi. Chào cái tên đó các bạn. Đó, cái đơn của nó xả ra nằm ngay chỗ đó đó. Minh Nguyên đúng rồi. Hôm qua là đã thấy tàu lao rồi. Thật sự luôn á. Chốt rồi vô dành với người ta là chốt đồ nó ngon ơ luôn, nó ngon lành ghê luôn. Rồi sáng nói chuyện trót quớt luôn, nói chuyện tàu lao kinh khủng luôn. Thì gọi chốt đơn xong hỏi chứ ha. Cái size đó 80kg người ta đã đọc rõ cái size lên rồi. Hồi lúc like thì không chịu hỏi số ký. Cái tới hồi sáng hỏi chứ chốt cái size 33 hỏi chứ em 110 mấy bận được không? Trời ơi thấy không? Nhiều khi không biết là bị gì luôn á. Rồi ai chút da lên da nè. Trời ơi xịn ghê chưa? Ai chút da lên da nha. Một là cặp chuyển khoản nha, bầu trời đêm ơi. Một là em cặp chuyển khoản, có số tài khoản nằm trên trang. Còn hai là em cặp cạc cho chị Viettel cũng được nha. Viettel 50.000 cũng được ha. Rồi lên mã này, mã da giùm mình nè. Da 70.000, trời ơi nó xịn đét luôn á, hàng Alex nè. Toàn bộ ai mà mua hàng xịn rồi nhìn là biết ngay và liền, vải đẹp lắm. Size L, mã da size L ha, ai chút da lên da. Rồi em còn xám, một con xám size trên L nè, toàn hàng Alex không. Nè, giá 675.000. 785.000 nha mọi người nha. Cái bị nhòe rồi. Hàng Alex nè. Nó bị nhòe rồi, trời ơi cái này xịn lắm, nói chung mấy chất này xịn lắm mọi người ơi, xịn đét luôn á. Quá xịn luôn nha. Rồi sáng cho Vi Vi nè. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn, vải đẹp lắm. Rồi cho Vi Huyền nè. Ok em nha. Rồi cái da cũng đẹp sang chút luôn Vi Huyền. Cái da đẹp quá trời đẹp luôn á. Toàn hàng Alex không với hàng gì nè. Hàng hãng không mà nè. Cái này size to nha mọi người nha. Con này size 7 trên L nè. Rồi size này có khoảng 70-75kg nha. Tùy theo chiều cao nha mọi người nha. Rồi comment mã này, mã 5 giùm em đây. Comment mã 5. Comment mã 5 nha. Con này 75.000. Mã 5 75k. Mã 575.000 nha mọi người nha. Trời ơi đỉnh luôn á. Mã 575 hàng Alex nha mọi người nha. Hàng hãng á, xịn đét luôn. Trời ơi vải nó đẹp xuất sắc luôn á. Sáng mất rồi. Rồi mã 5 cho Hải Huyền. Dự bị cho Thảo Nguyên. Nhiều lắm, áo cổ không còn nhiều lắm. Rồi ai chúc mà nào comment mã comment mã gì trời. Ai chúng mình đang comment mã 1 đi. Ai chúng mình đang lên lại mã 1 nha mọi người nha. Comment lại mã 1 giùm em ha. Comment lại mã 1 đi. Mã 1 này size trên L ha, 70.000. Mã 1 70k áo nam mà xịn như vậy mà giá quá rẻ luôn á nha. Rồi mã 1 giùm em. Ai chúng mã 1 lên, mã 1 size trên L. 70k mã 1. Này Alex nữa nè. Alex nữa nè mọi người nè. Trời ơi đỉnh luôn. Quá đỉnh luôn á hàng Alex nha mọi người nha. Rồi size 2 trên L. Rồi mã 1 cho rau muống. Rồi cái này ai chút mã này lên mã 2 đi. Còn mấy công đặt màu cho mấy công ha. Mã 2. Mã 2 nha mọi người nha. Ai chút mã 2 lên mã 2. Xịn đét luôn, 70k mã 2.
Mã 2 này size 2XL nha mọi người nha. Size 2XL giùm em ha. Mã 2 cái này đơn giản mà rất là đẹp nha. Vải của nó này mọi người nhìn thấy vải của nó nè. Rồi comment mã này mã 2. Mã 2. Mã 2 cho Hải Huyền. Rồi mã 3 size 2XL luôn ha. Mã 3. Rồi comment mã 3 giùm em ha. Sửa là 70.000 cho Hải Huyền. Rồi mã này mã 3. Trời ơi nó đẹp. Size 2XL luôn nha mọi người nha. Trời ơi đẹp lắm. Rồi mã này mã 3 dự bị cho Kim Tuyền Phan. Hải Huyền dự bị cho Kim Tuyền Phan. Rồi ai chúc mã này lên mã 3. Xuất sắc luôn á. Đẹp cực kỳ nha mọi người nha. Rồi size 2XL này mã 3 giùm em nè. 70k mã 3. Mã 3 70. Rồi con này mã 4 size L. Mã 4 size L nha. Chút xíu nữa coi lên lại cái trắng này em chốt lại đi bé ơi. Chút xíu nữa em chốt lại đi cưng ơi. Rồi mã 4 này nó dơ vai xíu nè. Mã 4 dơ vai, ai chúng dơ vai lên dơ vai em tặng cho mọi người 50 ngàn. Dơ vai 50. Dơ vai 50 nha. Mã 3 kèm giá tiền đi nhỏ Trinh ơi. Mã 3 kèm giá tiền nha. Mã 3 cho Duy Thái nè. Nhiều bị cho nhỏ Trinh đi nha. Kèm giá tiền nha. Nhỏ Trinh ơi không kèm giá tiền chị không chốt đơn đâu. Rồi cái này dơ vai nè 50 ngàn. Rồi dơ 50. Tiên Phan là cặp rồi đúng không? Tiên Phan cặp chưa? Thách điện ở trên coi sao? Coi thử có đang làm vợ năm nhở? Tiên Phan hôm nay cặp chưa hả? Tiên Phan ơi, cặp mới đi đơn nha. Không làm luôn trời, chết đi chơi. Chưa thấy luôn á. Đơn của Tiên Phan cặp chưa? Rồi. Rồi nó qua nó làm được tiếng xong nó nghỉ nữa. Làm đi. Rồi vô vai nha Tiên Phan này vừa bị giao vi kìa. Rồi size này có khoảng 70kg quay đầu ha mọi người ha. 70kg quay đầu thì em ha. Rồi nó thôi dơ vai nhẹ nhẹ. Cái này tặng luôn cho mọi người 55.000 đi. Cái này nó bụi thôi chứ không phải là dơ vai đâu. Nó bụi vai nhẹ thôi nha. Rồi 55k size 70kg quay đầu nha. Comment dơ. Comment mã dơ đi. Mã dơ 55.000 vải đẹp xuất sắc luôn nha. Hơi dơ nhẹ nhẹ tí xíu hơi bụi trên vai thôi nha. Rồi tặng 55.000 vải đẹp lắm. 55k. 55k ha mọi người ha. Dạ men luôn. Rồi dơ cho Hải Huyền. Hải Huyền ngày mai cặp chị đi đơn nha. Rồi con này size L. Hãy chú L lên L giùm em ha. L 70. Trời ơi màu nó đẹp. Vải nó đẹp mà màu nó đẹp nè ha. Mọi người nhìn cái tan là không biết nè. Ai mua hàng rành hàng là nhìn cái tan là biết hàng cao cấp nha mọi người nha ha. Rồi ai chúc mạng này comment size L giùm em. Size L 70.000 size L. Dơ hết rồi. Rồi, cái này mã này mã 6, lên lại mã 6 đi ha. Comment mã 6 nha. Rồi, chúng mã này lên lại mã 6 nha mọi người nè. Mã 6 giùm em ha, 70 xanh L. Cái này nè, thiêu luôn nha mọi người nha. Trời ơi, nó đỉnh. Rồi, mã 6 xanh L. Mã 6 xanh L giùm em ha mọi người ha. Mã 6 xanh L, 70k mã 6. Mã 6 xanh L, 70. Ở cổ V nè mọi người nè. Cổ này cổ V nha mọi người nha. Rồi cổ V này size M nè. Cái này nam nữ có thể bận được luôn á mọi người. Nam nữ có thể bận được nha. Cái này nam được khoảng 50kg quay đầu nè. Nam có thể 50kg quay đầu ha. Nữ mình có thể 55kg luôn á. Tùy theo chiều cao nha. Rồi mã 670 cho Thuy Thái nè. Mã 6 này nè. Rồi comment mã này mã M đây. Comment mã M giùm mình nha. Mã M. Mã M giùm em 70. Mã M. Mã M. Rồi con này mã 7 size L. Mã 7 size L ha, trời ơi, đẹp lắm, xịn lắm mọi người ơi. Rồi mã 7 size L 70 ha. Mã 7 size L. Ai chúc mã này lên mã 7 size L 70 ha. Mã 6 hết rồi Mai ơi.
Rồi mã M70 cho nhỏ Trinh nè. Mã 7 cho Tuyên Phan nè. Ôi vải nó đẹp dã man luôn á. Nhận về con phê không lấy tiền luôn. Bảo đảm với mọi người luôn. Trời ơi mọi người nhìn nè, tan của nó như vậy không nè, xịn đét không á. Hàng xốp và chất là bao phê á mọi người ha. Rồi con này da bò sấy trên L. Da bò ha mọi người, ai chúc mọi người lên da bò sấy trên L nha mọi người nha. Da bò sấy trên L, L là cỡ khoảng 70kg luôn á. Cái này muốn bận body 70kg nha. Còn ai muốn bận rộng rãi là 60kg. Rồi ai chúc da bò lên da bò 70 nè. Da bò 70 ha mọi người ha. Da bò 70. Ai chúc da bò lên da bò. Hàng cao cấp mà mua có 70.000 bằng giá hàng chợ à. Rồi con này cũng sấy trên L luôn nha, hàng Alet nè. Hai cái da bò cũng Alet, còn cái này cũng màu hồng là cũng Alet luôn nha mọi người nha, hàng Alet nè. Da bò cho rau muống nè, comment mã hồng luôn, hồng 70 sấy trên L luôn. Mấy con này toàn hàng xịn không mà ai mà bán shop chốt mấy cái này về bán nó thật sự lời 1 gấp 3 lần không á. Nếu mà ai bán shop là cái này về 1 lời gấp 3 lần, nhưng mà là lời gấp đôi đâu nha mọi người nha. Như mọi người mua cái này có 70.000 mà mọi người về bán 200 mấy bình thường. Nếu mà mọi người muốn lời nhanh á, thì mọi người bán 180 cũng là lời hơn gấp đôi rồi đúng không? Đó, 180, 150 cũng là lời hơn gấp đôi rồi, rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Rồi comment mã hồng 70. Hồng 70 cho Vi Huyền. Rồi con đen này nó bị dơ cổ nè, size M nè. Ai giúp dơ cổ lên dơ cổ size M nha, em tặng 50 nè. Cái này về giặt sơ là ok nha, xịn nha, size M, dơ cổ 50.000, chỉ cần giặt sơ là ra hết nha. Cái này nó bị bụi á, cái cổ màu trắng nó bị bụi ha. Comment mã dơ cổ size M 50. Dơ cổ size M 50. Đen dơ cho Tuyên Phan nè. Tuyên Phan ơi, ngày mai em lại cọc thêm cái đơn này nha, cái đơn kia đi rồi nha. Còn em cọc cái đơn này để chị giữ đơn, ngày mai chị like, ngày mốt chị mới đi đơn nha. Nha cưng nha, nói chung á là ai tin thì chốt đơn á, thì chấp nhận cọc thì mới chốt đơn. Còn ngày nào cũng ngồi trên này like hết trơn á, Hạnh nên là không có bao giờ mà đi mà lừa 50.000, 100.000 tiền cọc của mọi người đâu. Toàn bộ mà khách ở trên like này rất là nhiều khách chuyển khoản đủ 100% luôn á. Ta mua 5-3 triệu toàn là khách mà mua lẻ, mà ta mua 5-3 triệu á, nó xạo mất lọc luôn. Ngày hôm nay là chuyển rất là nhiều luôn, không có đăng luôn á. Nói chung là nhiều khi cũng vui vui cũng đăng thử nhưng mà không có thời gian đăng luôn á. Có nhiều người ngồi trên live này xem live của mình đăng live luôn, chuyển khoản rất là nhiều nhưng mà không có thời gian đăng. Ví dụ mà người ta bán nhỏ lẻ bán ít ít nó đăng, chỉ cần mà chuyển khoản cọc 100, 200, 300 nó đã đăng rồi. Còn cái này chuyển 5-7 triệu 10 triệu bình thường nhưng mà không bao giờ đăng, không đăng luôn á. Nè cái máy nè, cái máy điện thoại nào ở sau lưng nào mọi người tin không, em dở ra cho mọi người coi luôn đó. Bữa em đăng live mở thử cho mọi người xem luôn á, là chuyển ào ào, chuyển qua 5-3 triệu chuyển liên tục luôn mà em không có đăng. Rồi chúng mà đây lên mã xám nha mọi người nè, xám 70.000 nha, size này cỡ khoảng 55kg quay đầu. Xám 70. Xám 70 ha. Rồi dơ. Đen dơ cho, ủa đen dơ chút chưa? Chứ cứ dự bị vô chưa? Cứ dự bị cho rau muống đi. Rau muống này giờ chưa được hả? Xám 70. Mẹ rau muống hình như cũng mới chuyển khoảng 1-1.5 triệu hay sao phải không nè. Rau muống mới chuyển khoản nè, nói chung là chuyển khoản nhiều lắm nhưng mà mình không có đăng đâu. 2-3 triệu là liên tục luôn á. Nay có nhỏ kia nó mới chuyển gần 5 triệu và nó mới chuyển cách đây 2 ngày nó chuyển 3 triệu mấy, nó mua liên tục. Rồi lên đơn nha, xám giùm em nha. Ai chúc xám lên xám. Xám 70.000 vải đẹp lắm nha mọi người nha, chứ không phải là hàng thường đâu ha. Nói chung hàng mọi người nhìn cái viền cổ này, nó chạy viền cổ luôn nè. Nó phải như hàng thường, hàng cao cấp nha mọi người nha, đây nè. Rất là đẹp luôn ha, chứ không phải là hàng thường đâu. Rồi xám. Xám 70. Ai muốn chốt hàng bụi không? Em like ít hàng bụi nữa cho mọi người chốt nè. Rồi ai chốt xám lên xám 70 nha. Cái này là hai cái xám thì em biết like sao luôn. Còn cái trắng này thôi, muốn qua kêu ship bỏ vô bao đi, không bỏ vô bao để con này dơ cái áo không. Bó tay luôn. Ngày hôm qua bung ra rồi bỏ vô. Cái này nó hơi dơ cái tay nè mọi người nè. Nè mới bỏ nè, rớt đất nữa nào dặm lên nè, để dơ cái tay xíu về giặt sơ ra nha mọi người nha. Rồi comment mã này, mã trắng dơ này, hàng xịn nha. Rồi ai chúc trắng dơ lên, trắng dơ em tặng cho mọi người 49.000. Rồi trắng dơ 49k nha. Rồi xám 70 cho Mai Nguyễn nè. À đừng giá. Rồi ai chúc trắng lên trắng em tặng luôn nha mọi người 49.000.
Trời ơi, tự nhiên bỏ ra đứa nào dậm lên vậy trời. Hả, bao ra. Trắng dưa em tặng 45.000 nha mọi người nha. Size này size cỡ khoảng 55kg quay đầu nha. Chỉ cần ai về chốt về giặt sơ là ok nha. Em tặng 45.000 thôi. Con này bữa qua nói chung là em cứ chốt 70 hết á, không có ấy nha. Nhưng mà cái này là hôm qua là chốt sót lại một cái rồi bỏ đây nè, nó ra qua tới luôn, nó dặn nó dơ xíu à. Dơ cái này là dấu dơ, là mọi người giặt sơ là ra hết. Ra hết nha mọi người nha. Rồi trắng dơ 45 cho Tuyên Phan nè. Rồi tiếp tục một con xám M. Ai chúc mạng này comment mã M đi. Comment mã M. Rồi dơ vai xíu em tặng luôn 50.000. Dơ vai 50 nha. Nói chung mấy con này là bán 70 hết đó. Dơ vai xíu xíu thôi mọi người. Chốt về là phải giặt cho con mình nó bận, hoặc là cho chồng gì đó bận. Rồi lên đơn nha. Xám dơ M 50. Thôi dơ vai xíu M ha. M dơ nha. Ghi dơ vô Yến Thư ơi. Ghi dơ vô em chị đi bé yêu ơi. Rồi ai chúc mạng này comment mã xám. Comment xám ML. Xám L luôn ha 50. Xám L 50 luôn ha. Dơ nhẹ nhẹ thôi, không ăn thua đâu mọi người ơi. Nhưng mà em gọi dơ để mấy công nè. Đây nè, mọi người nhìn thấy không? Không thấy luôn đúng không? Đây nè, đó không có thấy gì nhiều đâu. Nói chung là nó hơi dơ dơ thôi, thì em gọi là dơ thôi nha mọi người nha. Đó, nói chung hàng xốp, ai đã mua hàng xốp thanh lý, ôm hàng xốp rồi thì biết. Nó treo rồi, nó đương nhiên nó phải có tác động, nó phải bụi rồi đó. Chứ không có tài gì hết trơn, nó treo nó phải bụi rồi. Đó, cái nào bụi ít bụi nhiều thôi. Còn sơ mi mà đa số sơ mi sọc là nó không dính một hạt bụi nào. Chứ những cái nó mới vừa treo ra là nó sẽ không có bụi à. Rồi L giùm mình nha. Cái mã này là mã L 50k nha. Dơ vai xíu nha, Puma nè. Em bao chất nha, cái này xịn lắm. Chất rất là xịn luôn ha. 50k 50. Ai nãy hỏi quần jean ta. Hồi nãy ai hỏi quần jean dài ha. Ai hỏi quần jean dài mọi người ơi. Có muốn like quần jean dài không? Em like cho mọi người ít cái này nữa. Ờ, con xám 50.000 này nó đẹp. Rồi con này có hai con này, em chen cho em tặng mọi người 35k. Hồi nãy ai chưa chốt được lên đơn nè. Em tặng lại 35.000 dơ nha. Ai chốt mã này lên mã dơ size M và size L. Rồi em tặng luôn 35.000 nha, M và L nha. Rồi anh L dơ cho ra muốn nè. Rồi M và L 35.000, ai nhanh tay được nha. Đó, đó là 50.000 của đâu muốn. Rồi anh chúc mạng này lên nè. M với L 50k, 35k dơ nha mọi người. Anh chúc mạng này lên mạng dơ, dơ vai á. Dơ 35 L. Rồi ok. Dơ 35 L cho L cho Nhiên Phạm nè. Mộng Kiều là chúc nè, chúc đơn lên số điện thoại nha. Rồi em mời cho gì? Cho Tuyên Phan nè. Dơ vai này về giặt đi. Đó, nó có đủ ô không? Không được, không được. Cái size M này dơ lắm. Cái size M này tặng luôn đi, tặng không đồng đi. Về giặt đi nha, nó bị rớt như ấy hay sao, dính sình, dính đồ gì tùm lum hết nè. Rồi cái này tặng không đồng luôn cho Tuyên Phan đi nha. Con này dơ nhiều nha, gặp tặng không đồng nha. Cái này gặp cái số tiền ghi ở trên là tặng không đồng cho Tuyên Phan nha. Nè, cái này nó bị dơ, cái này nè nó bị rớt hay gì nè, dơ nè, về giặt đi ha nè. À, rồi tặng không đồng đi, ghi tặng không đồng. Giờ Tuyên Phan có cái đó tặng không đồng nha. Tặng rồi, tặng không đồng cho Tuyên Phan rồi. Gặp cái giá tiền ghi tặng không đồng. Rồi em lên đếp áo rồi đi. Trời ơi, này áo to to rồi mọi người không chốt. À, như cái bác rồi xong rồi bôi lên tiêu nó vừa tung vừa sơ mi nè. Cái nằm ở trong cái bao này nha. Lỡ rồi like, like tới nha. Ai cái nào được thì mọi người chốt nha mọi người nha. Chứ bây giờ hả, lựa ra thì cũng không được. Do ở shop bung ra thì gom bỏ vô bao luôn hả, nên không có lựa ra nha. Con này size 2XL nè. Con này size 2XL nha mọi người nha. Sơ mi nha. Size 2XL này hơi dơ vai, em tặng 50.000. Hơi dơ vai nha. Size này có khoảng 65kg quay đầu. Thấu tim luôn. Rồi 65kg quay đầu nha. Bạn nào cao có thể 70kg nha.
Bạn nào cao thừa 70kg nha, dưa vai. Dưa vai 50.000 này, size XL vải đẹp lắm. Dưa vai 50k size XL 50.000. Màu xanh đậu gì? Màu xanh đậu gì à? Hoàng Thúy nè, màu xanh đậu gì ạ? Rồi, comment mã này mã caro size L. Ai chứ mã này là mã caro nha. Caro này nó dưa cổ xíu ha. Rồi anh tặng luôn cho mọi người con này 40.000 dưa cổ nha, 40 ha. Rồi comment caro dưa 40. Caro dưa 40 nha. Ai chúc caro lên caro dưa 40 nè. Size này cỡ khoảng 60kg quay đầu ha. 40k. Rồi con sập này anh tặng cho mọi người 35.000. Con sập này size cũng 40 cho tới 50kg. Chốt luôn 35k nè. Rồi chốt luôn 35k mã này, mã sọc 35.000, mã sọc. Mã sọc 35. Rồi dơ 50 cho Thuy Thái cái áo đó luôn á. Áo này nè. Rồi ai giúp caro lên caro nha. Caro 40. Caro 40 còn sọc này thì 35. Rồi này em xót lại hai cái áo khoét nè mọi người nè. Rồi xót lại hai cái áo khoét nha, 70kg quay đầu ha. Áo khoét 70kg quay đầu, comment mã khoét 49k. Rồi dơ cho Thấm Huyền, dơ cổ nha. Thấm Huyền ơi, dơ đó về ngâm giặt đi nha. Nói chung hàng này là hàng xốp hết, nhưng mà nó dơ mọi người chịu khó về giặt thôi ha. Rồi 49.000 nha mọi người nha. Áo khoác 70kg quay đầu 49k mã khoác nha. Khoác 49.000. Rồi comment mã khoác 49k, khoác dù 49.000 ha mọi người ha. Có nón luôn ha. Mấy con này là có nón hết nha mọi người nha. 49.000 hai lớp ha. Rồi size này nói chung cỡ khoảng 50 cho tới 65kg đi. 50 tới 65kg. Rồi 49k, ai chốt khoác lên khoác 49.000. Còn đây mã khoác 49. Rồi ai chốt khoác cam lên khoác cam luôn ha. Khoác cam 49k luôn. Rồi size L 75kg quay đầu ha. Size L này cỡ khoảng 75kg quay đầu nè. Còn đây mã khoác cam. Khoác cam nha mọi người nha. Khoác cam 49.000. Ai chốt khoác cam lên khoác cam. Cái này có thể 80kg luôn á mọi người ơi. Này phải to quá trời nè, mà biết cỡ khoảng 75kg. Rồi có mấy mã này mà khoác cam thì mê ha. 49k áo nam nha mọi người nha, dù nam nha, khoác dù hai lớp nha. Rồi mấy mã này mã là khoác cam thì mê ha. 49.000 mã khoác cam. Khoác cam 49k. Ai chút đỏ lên đỏ, ai chút cam lên cam. Rồi con trắng thì nó hơi dơ nè, treo nó bị dơ nè. Rồi có mấy mã này mã trắng dơ, ai về chịu có giặt thì em chốt mọi người 25k đi. Comment khoác trắng dơ 25. Em tặng luôn 20 đi. Em tặng đại 20.000 đi. Khoác trắng dơ 20 nha mọi người nha. Size này chắc cỡ khoảng 60kg thôi. 60kg nha, 60 xong mấy ký thôi ha. Rồi comment mã này mã trắng dơ. Comment mã trắng dơ em tặng 20 ha. Trắng dơ 20.000. Trắng dơ 20. Trắng dơ 20 cho Vi Huyền. Rồi cái này cổ V. Cổ V nha mọi người nha. Cổ V sấy trên L. Hết rồi nha mọi người nha. Hết rồi, có một con à. Rồi trắng chứ. Ai chúc mã này có mấy mã đen. Ai chúc mã này lên mã đen nha mọi người nha. Rồi đen 65.000. Sấy trên L 60kg quay đầu nha. Rồi đen 65k. Ai chúc đen lên đen 65.000 nha mọi người ha. Đen 65k nè. Ai chúc mã đen lên mã đen 65.000. Đen sâu lâm nha Tuyên Phan. Rồi chúc mọi người lên mã sơ mi nè. Rồi sơ mi luôn ha mọi người ha. Trời ơi màu đẹp chưa. Rồi sơ mi size này size L cỡ khoảng 50kg, 50-53kg quay đầu ha. 40-50-53kg sơ mi nam nha. Rồi còn lên mã sơ mi Tuyên Phan nó dự bị nha. Dự bị cho rau muống. Dự bị cho rau muống. Rồi lên dùm em sơ mi. Sơ mi 70. Sơ mi 70 trời đẹp quá đẹp luôn á. Trời ơi. Rồi sơ mi size 40 cho tới 50kg, mẹ nào cao 53kg vừa nha. Rồi mấy mã sơ mi nè. Sơ mi nha. Rồi con này size M, con này em tặng 60.000 nè, con này xịn lắm luôn á. Con này rất là xịn luôn mà, size nhỏ em tặng 60.000 nha, hàng Quảng Châu. Hàng này em bao chất bao xịn nha, 60k. Size này cỡ khoảng 40 cho tới 48kg thôi. 40 cho tới 48kg thôi mọi người nha. Rồi ai chúc mà đây LV luôn á, LV chất xịn nha mọi người nha. Rồi em tặng 60.000 nè. 60k LV 60. LV 60 nha.
Rồi còn bên mã caro. Rồi caro xanh L. Rồi caro xanh L ha mọi người ha. Caro xanh L 70.000. Caro xanh L 70 toàn là vải đẹp không à. Caro xanh L 70 chấm chấm đi mọi người, thả một tim một like đi tình yêu ơi. Em còn mấy cái sơ mi à. Mọi người có chút sơ mi không? Da bò xanh L. Da bò xanh L xả luôn 60. Da bò xanh L xả 60.000. Da bò 60.000 nha, xanh L ha mọi người ha. Ai giúp da bò lên da bò 60 nè. Da bò 60k. Rồi xanh đậu. Trời ơi đẹp quá. Xanh đậu xanh L luôn, tặng luôn 60 đi. Hoàng anh lép. Anh lép là thôi tặng luôn 60 nè. Trời xanh đậu 60. Xanh đậu 60.000. Ai giúp xanh đậu lên xanh đậu 60k. Trời ơi nó đẹp. Rồi xanh đậu 60.000. Xanh 60 cho Yến Thư. Xanh lớn bây giờ đã lộn xộn, chị không lựa được các em. Nói chung là chị bắt lên cái nào chị like cái đó, chứ bây giờ chị cũng không biết size to size nhỏ. Ví dụ hàng nhập mà nhập theo ri theo đồ thì mình cũng biết size to size nhỏ, còn hàng là hàng ôm á. Rồi dự bị cho rau muống, xanh đầu dự bị cho rau muống. Đây nè, hồi nãy chưa chốt được con này nè. Trời con này hàng thiêu luôn nha mọi người nha. Con này hồi nãy ai chốt hụt là chốt lại nè. Rồi comment lại mã này, mã 1 thì mình đi 70k, mã 1 hàng Alex nè. Alex em bao đỉnh nha mọi người nha. Mã 1 nè, hồi nãy bạn này chưa chốt được nè, rất là đỉnh luôn nha. Cái tay nó phân viền rất là đẹp luôn ha. Size này size L. Hàng Alex nha mọi người nha. Rồi size L giùm em 70 nè. Size L 70. Trắng này sao nhìn hai màu vậy. Trời ơi trắng này đẹp quá trời mà sao vậy. Gì vậy. Chán là sao vậy. Ôi cái này bị gì vậy. Comment mà trắng lỗi đi em tặng công đồng đi. Ơi sao mà tự nhiên nấp gấp bên này màu khác, nấp gấp này màu khác vậy. Hèo à, tao nói hai màu hay sao mọi người. Nè hay là cái kiểu của nó vậy. Để cái này em tặng không đồng đi. Con này em tặng không đồng nha. Không đồng, không đồng. Trời ơi cái con mã 1 này nó đẹp. Rồi con này em tặng không đồng nha, nó hai màu á. Em tặng không đồng nha. Mộng Kiều này là nhớ nghe điện thoại nha. Rồi trắng lỗi cho Yến Thư nè, hồi nãy Tiên Phan có một con tặng không đồng rồi nha. Anh nên là tặng cho Yến Thư đi nè. Rồi trắng lỗi tặng cho Yến Thư nè. Rồi mã 1 cho Mộng Kiều. Mộng Kiều khách mới là khách nào, khách mới là nhớ là nghe điện thoại nha, cọc mới ghi đơn ha. Hả? Một đó còn đi ship còn vô áo thun đó mã 1 á, là tới dơ mã 1 kìa, có thầy đã vô đúng không? Rồi còn mấy mã gạch đất nha mọi người nha, mã gạch đất size 40L này, hồi nãy bạn kia nè, hồi nãy cái bạn kia mới chốt được một con này, chốt luôn con này cho đủ hai con đủ đơn ngày mai đi đơn nè. Rồi gạch đất nha 70k luôn nè, gạch đất 70.000 nha, trời ơi, rất là đẹp luôn ha, gạch đất 70 nha. Size này size 40L nha. Con này size 40L nè, comment mã gạch đất 70 nè. Size 40L nha các bạn, giờ nãy mà chốt mới được ở một con nè, coi chốt luôn con này đủ đơn nha. Rồi 70.000 size 40L ha. 40 neo 70 nè. Gạch đất 70. 70 cho nhỏ Trinh nè, các bạn gì này. Nhỏ Trinh chốt trước rồi nè. Bầu trời đêm nè, bầu trời đêm cố gắng chốt thêm món đủ đơn nha. Rồi con này xanh L. Con này xanh L nha mọi người nha, xanh L 70, trời ơi vải đẹp lắm. Xanh L 70.000. Xanh L 70 nha, các bạn gì đó cố gắng nó mà size to chốt thêm cái nữa đủ đơn để đi đơn. Rồi con này đẹp hàng xịn không à, size 2X nè. Rồi con này dơ rồi mọi người ơi, con này bị thằng lằn ị nè. Con này bị thằng lằn ị phía sau rồi nè, có ai biết ngõ giặt không nè. Bởi thằng lằn nó ị nha mọi người ơi. Thằng lằn nó ị. Cái này em sẽ tặng cho mọi người con này à. Con này nó dơ vai, nó còn mới tinh luôn á. Vai nó không có dơ vậy đó mà bị thằng lằn nó ị thôi. Hàng hãng nó hoàn chỉnh luôn nha.
Hàng này hãng anh xịn luôn á. Rồi em chốt con dơ này cho mọi người 20.000 và tự giặt nha. Đây nè, nó bị thằng làm ị nha, còn trên vai là mới tinh luôn á, mới treo ra mà bị nó ị nè. Rồi dơ đi 20.000, size này có khoảng 75kg quay đầu á. Size này to lắm, 75-80kg luôn á. O dạ mang luôn. Đó nha, ai chịu về chốt nha, bị nó ị nè, mọi người thấy không? Đây nè, dấu nó dấu ị nè. Đó, còn vai thì mới tinh luôn, cái này nó mới treo ra mới tinh luôn, không dơ một miếng nào trên vai đó. Rồi dơ. Rồi dơ cho Ruby Anna. Rồi ráng đi, ráng con nữa đủ đơn đi đâu. Dơ cho Ruby Anna. Rồi ai giúp xanh lên xanh nè. Rồi xanh nha mọi người ơi, xanh 35.000. Xanh 35k xanh L. Rồi xanh 35.000. Mấy con này nó treo nó hơi bụi bụi nha, tặng 35k xanh L. Xanh 35k xanh L. Rồi con bút này nó hơi dơ nhiều nhiều xíu, tặng 25 luôn nè, dơ vai. Dơ vai 25k áo nam hết nha mọi người nha, áo nam hết nha. Rồi con này dơ vai. Dơ vai em tặng luôn 20. Con này dơ vai em tặng 20 nè. Ai nhanh tay được nè, gọi đẹp cho. Dơ vai 20 size nhỏ nha, size này size cỡ khoảng 50kg quay đầu, 40-50kg nha, dơ vai 20. Dơ vai 20. Ai chút dơ vai lên, dơ vai 20 nha. Dơ vai 20 nè, em có hai con nè. Em có hai con dơ vai nè. Dơ vai 20. Dơ vai nha mọi người, comment cho nó đúng cái đề ái nha. Xanh cho Hoàng Thúy nè. Hoàng Thúy cái đó đã. Đừng muốn anh vô nè, kêu rồi. Rồi dơ vai, comment dơ vai để lộn nha. Dơ vai 20. Dơ vai 20 nha, dơ vai cho Hiền Thắm nè. Rồi còn một con nữa nha, con này size nhỏ thôi nha mọi người nha. Con này nói chung là size nhỏ nha mọi người nha. Dơ vai 20 nữa nè, còn con nè. Dơ vai 20. Cái bạn nhiều kia có chịu giặt không nè, giặt là chốt con này to nè. Con này tao 4XL nè. Con này 4XL nhưng mà treo nó bị dơ nè, màu trắng mà nó dơ như vậy nè. Đó, màu trắng mà nó dơ thành màu kem. Ai có dơ vai hết đó. Gì? Cái xanh đây nè. Cái này đó là cái nằm ở trên giò đó. Rồi đó. Về dặn nha bầu trời đêm ơi. Cái này nói chung là hàng xịn á, nhưng mà điều là treo nó bị bụi á. Treo nó bị bụi, nó dơ nhiều quá. Rồi tặng con này là 25.000 nha. Tặng về chỉ cần ngâm một miếng tẩy, tặng 20 luôn. Ôi con này nó bị gì mà ơi, nó bị nhiều lắm mọi người ơi, nó bị nhiều lắm. Con này ai chốt em tặng cho mọi người 10.000 đi. Em tặng mọi người 10.000 đi ha. Size 40 là em tặng 10.000 thôi. Em tặng 10.000 nha. Dơ này em tặng 10.000 ha. Dương Nguyễn là đâu vậy? Dơ tặng 10.000 cho Minh Nguyên. Cho Minh Nguyên nè, Minh Nguyên chốt thêm đơn, đủ đơn đi đơn nha. Này dơ vai 20 cho Hoàng Thúy. Phải được tình. Dơ vai 20 liệu thạch còn con. Dơ vai bỏ riêng ra đi, đừng quăng chung vô hàng dơ, đừng quăng chung vô với hàng kia cái. Mấy hàng dơ là bỏ riêng ra đi. Nè con đã cho Liễu Thạch đi nè, con dơ vai đó cho Liễu Thạch 20.000 nè. Rồi ai chút trắng lên trắng nha mọi người nha, trắng xanh L. Rồi trắng xanh L. Con này nó không dơ gì đâu, nó hơi bụi nhẹ thôi. Con này hơi bụi nhẹ thôi, em tặng luôn nha mọi người 35.000 nha, hơi bụi nhẹ. Hơi bụi bụi thôi nha, màu trắng mà trắng tinh như vậy nè. Hơi hơi thôi, em tặng 35k nha. 35k, 40-50kg nha, 35.000. 35.000, con nói là con 10.000. 35.000.
trắng 35 nha mọi người nha. Ai chú trắng lên trắng 35. Trắng 35k. Trắng 35k cho Út Bạch, dự bị cho Vinh Huyền. Trời ơi cái này nó đẹp. Trời ơi con này nó xịn dạ men luôn, size M. Con này size M quá đỉnh luôn á. Bên ngoài nó đẹp, phải sao vô trong này nhìn nó không đẹp chà. Bên ngoài vải đẹp ghê luôn, size M nha mọi người. Rồi 40 cho tới 48kg gì đó ha. Rồi comment mã này mã. Comment mã này mã mã 1 đi. Ai chúc mã này lên lại mã 1 nha mọi người nha. Mã 170 nè. Mã 170 nha. Áo nam nha Dương Nguyễn ơi, áo nam nha. Mã 170 ha. Áo nam nhưng mà size này size M ha. Rồi mã 170.000 vải đẹp ghê luôn. Mã 170. Rồi con này mã 2. Mã 2 size L, hàng Alex luôn nè, hàng Alex nha, mã 2 size L. Mã 2 size L, 70 hàng Alex nè, xịn đét luôn nha. Hàng này bao xịn luôn á. Rồi mã 2, rồi mã 1 cho Mai Nguyễn nè. Rồi con này mã 2 nha mọi người nha, chúc mã 2 lên mã 2. Trời ơi, xuất sắc luôn á. Mã 2 70 size L á, nói chung 50kg quay đầu nha. Rồi con này mã 3 size M. Mã 2 cho Tuyên Phan. Rồi mã 3 size M. Mã 3 size M nha mọi người nha. Mã 3 thì mình size M. Kiểm tra từ nó có bụi không chứ. Cái vàng mà trên đó là lọc ra rồi đó. Nhưng mà nhiều khi nó cũng sơ sót á. Hơi nhẹ, hơi bụi nhẹ. Em tặng 60 ngàn. Rồi mã 3 60. Mã 3 bụi nhẹ nha. 60 ngàn mã 3. Mã 3 60 nè. Mã 3 60. Rồi con này mã 4. Bắt ra đi ngủ đi. Mã 4 size L 70. Mã 4 size L. À quên, size L. Trời ơi lỗi vải rồi. Con này nó bị lỗi vải đó mọi người ơi. Ai chúc lỗi vải lên lỗi vải. Rồi lỗi vải nên tặng 30 ngàn nè. Mã 3 60 cho Mai Nguyễn nè. Rồi lỗi vải 30 đi nè. Này nó lỗi vải phía sau nè mọi người nè. Đây nè. Nè lỗi vải phía sau nè mọi người thấy không. Còn em mã lỗi vải tặng 30 ngàn, size này size 2 XL. Lỗi vải 30. Lỗi vải 30 cho Hoàng Thúy. Dự bị cho Minh Nguyên. Đi dự bị cho Minh Nguyên. Minh Nguyên này là có chữ tiếng Anh ở phía trước. Minh Nguyên có chữ Vin đây nè. Bỏ phía sau đi. Nguyên Minh. Rồi con này size M y chang như cái con hồi nãy đấy mọi người nè. Y chang nhưng mà màu khác nha. Xịn đỉnh luôn ha. Rồi ai chúc mã này cầm em mã 5. Mã 5 giùm em 70 ngàn nha. Size M mã 5 50kg quay đầu ha. Mã 5. Mã 5 40 giờ tới 50kg. Mã 5 đó, nó có đủ màu luôn nè mọi người ơi. Rồi con này mã 6 nha, size M luôn. Trời ơi nó xịn lắm. Cái con này nó xịn lắm mọi người ơi. Mua đáng cái, mua cái đáng cái nha mọi người nha. Rồi mã 6 giùm em cứ 40 tới 50 kg là vừa nha. Mã 6 giùm em. Mã 6 size M. Mã 6, ai chúc mã 6 lên mã 6. Mã 6 size M ha. Ai chúc mã 6 lên mã 6. Rồi vài chút nãy giờ rồi nha. Rồi con này mã 7 size M luôn. Ai chúc mã 7 lên mã 7 size M ha. Mã 7 size M 70. Lên trang sơ mi nha mọi người nha. Thả một tim một like mọi người ơi. Rồi con này size L nè. Caro size L mã 8. Và caro size L mã 8 70 ngàn. Rồi comment caro mã 8 mã 8. Yến Thư ơi lên giá tiền Yến Thư ơi. Yến Thư lên giá tiền mã 7 đó của Yến Thư để ra cái mã 7 đó. Lên giá tiền nha 70 ngàn nha. Rồi mã 8 nè, mã 8 70 nè. Mã 8 của mình nha, mã 8 size này size L luôn nha. Hàng An Lan nè. Rồi mã 7 cho Yến Thư nè. Rồi mã 8 70 luôn ha, mã 8 70 size L. Ai chúc mã 8 lên mã 8. Rồi mã 9 thì size bái L nè. Mã 9 thì size bái L nha. Rồi con này tặng luôn 50. Mã 9 tặng 50 nha. 3XL nha, 70kg quay đầu nha. Mã này mã 9 nè, 50 ngàn. Mã 9 50 nha, 3XL ha. Hai chú mã này lên mã 9 nè, 50 ngàn mã 9. Mã 9 50.
Rồi con này mã 10 size M. Mã 10 size M nha mọi người nha. Chúc mã 10 lên mã 10 size M 70. Mã 10 size M 70. Rồi con này mã 11. Mã 11 size L. Mã 11 hàng Alex nha mọi người nha, hàng Alex nè. Mã 11 size L 70. Mã 11 size L 70. Rồi con này mã 12. Con này bị dơ cổ, dơ vai. Rồi dơ vai này em tặng 50 size L. Dơ vai 50, comment mã này mã dơ vai 50 nha. Mã này là mã dơ vai 50. Dơ vai 50k. Ai chốt chấm chấm đi mọi người ơi. Chấm ABC vô đi mọi người ơi. Dơ vai 50 nè, còn có cổ bên dưới nhiều lắm, toàn xịn không à. Chắc lên đất quần quá. Rồi con này sấy trên L nha mọi người nha. Con da bò này sấy trên L nè mọi người nè. Rồi con này sấy trên L ha mọi người ha, da bò sấy trên L nè. Rồi 70.000 da bò sấy trên L ha. Ai giúp da bò lên da bò, sấy trên L 70. Trời ơi vải nó đẹp xuất sắc luôn. Coi thử có loài nào cái nào size to cho bầu trời đêm cái cho nó đủ size đủ đơn. Rồi con này size L. Ai giúp size L lên size L nè. Rồi comment mã này mã size L thì mình ha, size L 70 nè. Xanh L, xanh L, ai chúc mã này mã 12 đi. Mã 12, trời ơi nó đẹp. Trời ơi hàng Alex này nó xịn đét luôn nha mọi người nha. Đẹp lắm luôn, quá đỉnh luôn nha. Rồi mã 12, 70. Rồi lên con mã 13 Alex luôn. Sấy trên L. Mã 13 sấy trên L ha mọi người nha. Mã 13 sấy trên L 70. Mã 13 dưới này áo có cổ nó hơi bị nhiều luôn. Lên luôn áo luôn. Mọi người nhìn nè. Trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi dạ men luôn. Chấm bài đi mọi người ơi. Kiểu này em đã không có like luôn á. Trời ơi nó đẹp dạ men luôn. Chấm đi mọi người ơi. ABCD gì đi. Ồ đẹp quá đẹp luôn, hàng Alex không à. Hàng Alex không à mọi người ơi, hàng Alex không. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Thả một tim một like đi mọi người. Hàng Alex không nè mọi người ơi, siêu xịn luôn nha mọi người nha, đẹp dã man luôn. Rồi size M. Rồi con này 75.000 size M, trời ơi quá đỉnh. Đẹp quá. Trời ơi, nhức cái nắp luôn. Ồ đẹp. Rồi con này size 2 trên L nha. Trời ơi quá đỉnh luôn á mọi người nhìn nè. Trời ơi nó sắc sảo từng đường kim tới mũi chỉ luôn nha mọi người nha. Quá đỉnh luôn á. Rồi size 2 trên L luôn giùm mình nè. 2 trên L 75.000. 2 trên L 75k nha. Trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi 75.000 giùm em size 2 trên L. Cái này cao là có thể cái này 65kg quay đầu thôi mọi người ơi. Con này chắc 65kg quay đầu á. Bạn nào mà còn gì vào trời đêm nãy giờ chưa được con nè. Mới được ăn con. Rồi size 2 trên L cho Hoàng Thúy nè, dự bị cho Phạm Nhiên nè. Hoàng Thúy là chốt đơn ngày mai cập sớm nha, chứ không là xả đơn ra cho các dự bị đó. Dự bị cho Nhiên Phạm đi. Rồi con này là da bò, ai giúp da bò lên da bò nha, 60kg quay đầu. Còn mê mã da bò. Da bò 75.000, trời ơi đẹp dã man luôn á. Da bò 75k 60kg quay đầu nha, đẹp từng cm luôn á. Rồi da bò 75.000, ai giúp da bò lên da bò 75. Cái dự bị vô đã. Cái dự bị. Dự bị cho Nhiên Phạm. Da bò cho Tiên Phan, dự bị cho Vi Huyền. Đẹp quá à. Qua lấy màu này chưa ta? Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Đỉnh luôn á. Qua lấy màu này chưa trời. Lấy luôn cái nữa. Đẹp quá. Rồi con này size L.
Trời ơi, ai mà không chốt cái này là mọi người tiếc cũng thật sự luôn. Nhận về đây rồi biết nha. Đẹp đỉnh luôn á, hôm qua giờ mình lấy mười mấy cái luôn rồi đó. Đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi ai chốt cái này lên cho mình nha. Cầm đây mã này, mã xanh đi. Mã xanh này cỡ khoảng 55kg quay đầu, 55kg quay đầu nha mọi người nha. Từ khoảng 47 cho tới 55kg nha. Bạn nào cao thì 57kg vừa nha. Bạn nào cao 57kg vừa nha. Cầm đây mã này, mã xanh. Mã xanh thì men 75k. Ồ, toàn alip không à. Alip không à nha mọi người nha. Rồi mã xanh thì men. Ôi con này có con xe to. Ôi ôi đẹp quá à. Bôi mấy con lên hai cái vây bự cặp. Mấy con này nhà con nha. Mấy bự cặp. Không nhìn không. Trời ơi mấy con nào mọi người bỏ qua tiếc lắm luôn á. Rồi comment mã này lên lại cho em là mã 14. Mã 14 giùm em nha mọi người nha. Mã 14 75.000, mã 14. Bên ngoài đẹp lắm luôn, bên trong không biết là mọi người nhìn sao nha. Còn bên ngoài là đẹp xuất sắc luôn á. Do là cái màn hình nó bị lỗi á nên là không biết là màu nó sao. Rồi mã 14 75k. Mã 14. Trời ơi. Trời ơi nó đẹp. Rồi mã 15 luôn đi nè. Mã 15 có đọc sai nè. Không nghe hả? Có đọc sai rõ ràng mà. Là như này là size L nè, có đọc mà. Rồi size này size L nè, cỡ khoảng 55kg nè. Con này size to, phom to 55kg quay đầu nè. Mã 14 cho Nguyễn Mai. Mấy cái đều đừng có quăng vô nha. Quăng vô rồi bây giờ biết cái con nào nữa rồi. Mới like xong con nào đâu. Chết cái thằng này thiệt. Thấy không? Rồi bỏ ra cho Nguyễn Mai đi. Rồi mã 15 cho mã 15 cho Vi Huyền. Rồi mã 16. Mã 16 nè. Mã 16 nha, size này cũng size L nha mọi người nha, size L. Mã 16, size L ha mọi người ha, mã 16 size L. Mã 16 size L nha mọi người nha, mã 16 size L 75.000. Trời ơi. Lấy hai cặp thử coi. Nha. Màu này đẹp quá à. Không lấy đâu mà lấy. Đẹp quá. Còn hai cảnh đâu đi luôn. Nếu mà cần đi du lịch đi chơi cái phải đi mua đồ à. Đâu phải như shop mình còn đâu. Mình lấy hàng trong shop mình bận. Bây giờ phải đi mua. Rồi con này con đen size L luôn. Đen size L. Rồi mã 16 cho Ruby Anna. Đúng rồi. 55kg nha Mộng Kiều. Rồi size này size L. Mã này là mã 17. Mã 17 size L. Ai chứ mã 17 là mã 17 size L. Trời ơi xuất sắc luôn á. Trời ơi con này nó đẹp nè. Mã 17 size L nha mọi người nha. Đẹp xuất sắc luôn. À, lên mã 17 xanh L. Trời ơi quá đẹp luôn. Đỉnh một chớp luôn. Tên là cho chị mì bánh nè. Mã 17. Rồi cái này chúng mã này mã 18. Mã 18 xanh L luôn. Rồi đẹp lắm, ngày qua giờ em lấy phải 20 con rồi đó mọi người ơi. Đẹp xuất sắc luôn á. Rồi mã này mã 18 nha, có 75.000. Mọi người nhận về mà không ngẩn thì mới lạ đó. Trời ơi xuất sắc luôn. Tự mọi người nhập sĩ đi, nhiều khi 200 mấy vốn luôn á. Cái hàng mà hàng đẹp đẹp này á, mà hàng mà vừa vừa là đã 100 mấy vốn rồi mấy hàng này nè. Còn mà hàng mà xuất sắc giờ là phải 200 mấy vốn. Rất là đỉnh luôn ha. Rồi comment mã 18. Mã 18, mã 18, 75.000, mã 18, size size L, mã 18. Mã 18 cho chị mì bấm. Rồi con này mã 19. Đỉnh không à. Rồi con này mã 19 nha mọi người ơi, size L. Mã 19 size L ha mọi người ha. Trời ơi, bên ngoài nó đẹp xuất sắc luôn. Hàng bút bà rì nha, trong hàng thường nha, thiêu luôn nha mọi người nha. Rồi mã này mã 19 size L. Mã 19 size L. Mã 19, ai chúc mã 19 lên mã 19 xí trên L, mã 19. Mã 19 ha.
Rồi mã này mã 20. Mã 20 trời này ép nổi luôn nha mọi người nha. Con này là ép nổi luôn chứ không phải là in nha mọi người nha, ép nổi nè. Rồi con này mã 20 70. Mã 20 70 ngàn. Mã 20 70k. Ai chúc mã 20 lên mã 20 70. Mã 20. 20 70 nha. Rồi mã này mã 21. 20 cho Ruby Anna. Rồi mã này mã 21 sấy trên L. Rồi mã 19 cho Hằng Nguyễn. Nè Ruby Anna cái này nè. Rồi mã 21. 21 cái này dơ vai em tặng 50.000. Dơ vai nha tặng 45.000. Ai chúc dơ vai lên dơ vai 45. Dơ vai 45.000. Dơ vai 45k nha. Ai chúc dơ vai lên dơ vai 45. Rồi con này sấy trên L. Sấy trên L. Dơ vai 45 cho Ruby Anna. Rồi mã này mã 22. Mã 22 nha, size này cỡ khoảng chắc 65kg quay đầu á. Rồi mã 22, em 70k mã 22. Trời ơi, mấy cái này nó ép nổi nè. Có nhà cái logo này nó ép nổi luôn. Chạy sợ nha. Rồi mã này mã 23. Không thấy luôn á Như Phạm ơi. Dơ vai Như Phạm sau sau Vi Huyền nữa mà. Như Phạm sau Vi Huyền á Như Phạm ơi. Rồi mã này mã 23. Mã 23 nha. Rồi con này em tặng 60.000 đi. Mã 23 size 7 trên L nha, 70-75kg quay đầu nè. Cái gì nè, bầu trời đêm á là bao nhiêu ký nha bầu trời đêm ơi. Size này 75kg nha mọi người ơi. Ngưng để cho bầu trời đêm chốt cho đủ đơn nha mọi người nha. Nó không vừa thì bỏ ra nha. Bút qua rì nè, in nổi, ép nổi luôn nha mọi người nha. Bầu trời đêm bao nhiêu ký nhỏ. Cái này size 7 trên L vừa không nè. Tặng 60.000 nè. Có vừa không? Bầu trời đêm có vừa không? Nó mất tiêu rồi. À 85kg là không vừa. Rồi lên đơn nha. Con đó là mã 23 60k. Rồi mã 23 cho Kim Tuyền Phan. Rồi con này mã 24. Mã 24 giùm em nha. Trời ơi mọi người nhìn cái tan của nó này mọi người nè. Nó xịn lắm. Nó phải như là đơn giản mọi người nhìn vậy thôi. Chứ mà còn bên ngoài rất là đẹp và rất là xịn sò luôn nha. Rồi ai chúc mã này lên mã 25. Mã 25 size XL nha, tặng luôn 60.000 mã 25. Ủa mã 24 chứ mã 24. Mã 24 60.000. Mã 24 60. Mã 24 60.000. Rồi mã 25 size L. 24 với chị mì bánh. Rồi mã 25 size L 70k. 25 size L 70. Trời ơi toàn hàng con cấp không à. Rồi mã này mã 25. Mã 25. Rồi mã 26 xanh L. Mã 26 xanh L 75k mã 26. Mã 26 xanh L 75. Mã 26. Thanh Phú Mai này có số điện thoại chưa vậy nè. Thanh Phú Mai có được có số điện thoại chưa. Rồi ok nè Thanh Phú Mai chốt một đơn rồi đủ đơn đi đơn nha. Thanh Phú Mai có đi đơn nhận đơn lần nào chưa vậy. Tao thấy mới toan mà biết là có chút đơn rồi chưa. Rồi ghi dự bị đi. Ghi dự bị cho Mai Nguyễn. Em là thời điểm nha chị. Thời đến. Rồi ghi đi ghi đó là Phương Võ đi. Cái đơn đó là của Phương Võ, Facebook Phương Võ. Ghi vô đây chứ để em biết. Phương Võ. Rồi mã này mã nhiêu rồi trời. Mã này mã nhiêu vậy ta. Mã này là mã 26 đúng không mọi người. Mã này mã 26 đúng không tình yêu ơi. Em mới đọc mã này mã 26 không mọi người ơi. Size này size L mã 26 đúng không. 26 không. Cái đó như em mới đọc size mã 26 không tình yêu.
600 Mai Nguyễn nè, ủa phải không? Rồi Mộng Kiều, Mộng Kiều xả đơn đúng không? Nghe rõ số ký nha. Rồi 2600 Mai Nguyễn nè. Rồi mã này mã 27, trời ơi xuất sắc luôn. Rồi mã 27 xa 2 trên L nha mọi người nha. Mã 27 xa 2 trên L nè. Rồi 75k mã 27 ha. Trời ơi cái con này nó đẹp dã man luôn mọi người ơi. Có ta nhìn thấy rõ không mọi người? Cái này có nhìn thấy rõ không? Đẹp lắm luôn á. Rồi mã này mã 27 nè. 75k mã 27. Rồi mã 28 70.000. Mã 28 70.000, size này size 2 trên L. Rồi mã 27 cho Vi Huyền. Rồi mã 28, mã 28 size 2 trên L, mã 28 70k. Mã 28 70. Mã 28 70. Rồi mã 29 75k. Quả này bị dơ nè. Mã 29 này dơ nè. Ai chúc mã này lên mã dơ đi. Rồi để dơ xíu xíu ngay đây nè mọi người thấy không. Rồi mã này mã dơ em tặng 50. Mã dơ nha. Cái này ai về may logo vô đây được á. Nè. Cái này là dơ nè mọi người ơi. Không vừa. Mã này mã như vậy thôi. Thấy không? Mã đen này mã như vậy. Nó bị như vậy nè, Rubina ơi, mấy công về xài về không ấy được nha, đây nè. Nó không phải là dơ, không biết là nó bị gì nè, đây nè, đây nè, nó có một quán như đây nè, ai về mua cái logo may vô đây nha. Đó, nó như vậy đó, ai chịu về chốt nha, ai chịu chốt hay chốt giùm em, ghi chịu chốt nha, đây nè. Không biết là bị gì đây, phấn là kiểu gì, không biết được nha. Ha, chịu chốt hay ghi chốt ha. Rồi dơ cho Ruby Anna nè. Rồi mã này mã 30. Rồi mã này mã 30 nha mọi người ơi. Mã 30 xanh L 75k mã 30. Mã 30 xanh L 75k. Ai giúp mã này lên mã 30 giùm mình ha. Mã 30. Rồi dơ phía sau tay rồi. Cái này dơ xíu phía sau rồi mọi người về giặt đi nha. Rồi 30 lại dơ tiếp nè. Dơ phía sau nè. Cái này bị chết. Cái là trà dưới đất nè. Bữa hôm qua nha. Bữa ôm về cái nhà nó dưới đất nó dơ. Rồi cái này ai chúc mã này lên mã dơ nữa đi nè. Rồi mã 30 dơ giùm mình nha. Mã 30 dơ 50.000. Giặt sơ là ra nha. Xanh L. Mã 30 dơ 50.000 nha. Xanh L. Dơ xíu phía sau đây nè. Cái này là giặt là ra nha. Mã 30 dơ. 30 dơ 50. Rồi ai chứ mã này lên mã xanh. Comment mã này mã xanh thì em hồi ha. Mã xanh. Mã xanh này em tặng 70 đi. Mã xanh này size này size XL. Mã xanh size XL nha. Mã xanh size XL 70. Rồi 30 dưa cho Hoàng Thúy. Dù bà do Huyền này cho Thánh Huyền. Dù bà do Thánh Huyền. Dù bà Thánh Huyền. Rồi ai chúc mà nào comment mã đất giùm em. 75k sấy trên L mã đất. Mã đất 75k sấy trên L. Trời ơi con này nó đẹp. Mã đất sấy trên L 75.000. Con này quá đẹp luôn, nó vải đẹp xuất sắc. Rồi mã đất thì em 75.000. Trời ơi đẹp dã man luôn á. Rồi mã đất ha, chúc mã đất lên mã đất. Đất cho Ruby Anna. Rồi ai chúc mã này lên mã trắng á mọi người ha. Bỏ đơn đấy luôn. Bỏ đơn Ngọc Diệu. Rồi ai chúc mã này lên mã trắng size 2 trên L.
Trắng này tới size 2X nha mọi người nha. Trắng 2X trên L nè. Trắng là Ruby Anna nè. Trắng là Ruby Anna. Rồi xám luôn nha mọi người nha. Chút xám lên xám 75k. Ok, bỏ cái đơn gặp gì đây. Không làm thế. Rồi trời ơi, nó đẹp. Hàng Alex này nó đẹp dã man luôn mọi người ơi. Còn mấy mã xám xanh L. Mã xám xanh L có 75.000 nó rẻ bèo luôn nha. Mã xám xanh L. Rồi em còn một con da này nữa. Rồi hết. Hết nha. Hết rồi. Hết rồi, em lên nào. Em lên đất áo sơ mi em xả cho mọi người Alex luôn nè. Trời ơi, cái da này đẹp. Con da em lấy luôn đi. Lấy luôn đi cho nó hết chứ đừng để lôi. Hàng này ăn đông toàn bộ luôn á mọi người ơi. Cái hàng này ăn đông á. Nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi con này em xả luôn cho mọi người nè. Xả luôn 45.000 comment mã sọc. Rồi xám nha mì bánh. Em lấy nè, em lấy quá trời. Hôm qua em hốt ra rồi lấy nhiều rồi đó. Rồi cái sọc này em tặng luôn 45k nha mọi người nha. Rồi sọc này size XL giùm em nha, 45.000. Size XL đẹp chưa? 45k nha, sọc 45. Rồi sọc 45 nha vịt mở chung. Rồi caro này size 2XL. Ai chúc mã caro lên mã caro nha. Caro này nó hơi dơ cổ nha. Dơ cổ em tặng 35.000. Comment mã dơ cổ 35k size 2XL nha dơ. Comment dơ em tặng 35.000. Ai chúc dơ lên dơ em tặng 35k size 2XL nha mọi người nha. Rồi size này nói chung là cỡ khoảng 65kg quay đầu á. Bạn nào thấp người thì cỡ khoảng ối này dơ nhiều em tặng 25.000 đi. Dơ nhiều em tặng 25.000. Ai giờ mua cái chai tẩy màu mọi người giờ tẩy sơ nha em tặng 25k thôi. Rất là đẹp mà. Nhưng mà nó dơ, ai chúc dơ lên dơ 25.000. Dơ 25k nha mọi người nha. Size này cỡ khoảng 55 cho tới 65kg vừa nha. Dơ 25.000. Dơ 25. Áo thun trắng bên cạnh. Ý chị. Thun trắng bên cạnh là thun nào? 25.000. Dơ 25. Dơ 25k. Đâu bỏ Kiều Phương. Cái hàng nào? Cái này sao này ta chốt không ta? Cái xanh này 45.000 nè mọi người ơi. Xanh này em tặng nha mọi người 45.000 thôi nè. Hơi dơ vai nhẹ em tặng 45k. Cái này đẹp lắm. Cái này đẹp lắm. Cái này xanh L hơi dơ nhẹ thôi nha. Cái chất này rất là đẹp nha. Ai mà xài chất này rồi là biết nha. Mát tuyệt vời luôn á. Xanh L nè. Dơ vai nhẹ em tặng 45.000. Dơ nhẹ tặng 45.000. Cái đó nhiêu ký vừa hả? Cái đó chắc cỡ khoảng 65kg. Bỏ Kiều Phương ơi. Nó cao 65kg. Rồi dơ nhẹ 45.000. Rồi con này xáy trên L là cỡ khoảng 60kg quay đầu nha mọi người ơi. 50-60kg. Ai chốt caro vàng lên caro vàng. Rồi caro vàng em tặng 35k. Dơ. Rồi dơ vai nữa rồi em tặng 25.000 đi. Caro vàng em tặng luôn 25k nè. Trời ơi đẹp không à. 25k caro vàng hơi dơ vai nha. Dơ vai nè. Comment mã này mã dơ vai đi 25.000. Dơ vai 25.000. Xã 45 nha Mai Nguyễn. À, vàng. Vàng dơ nha, ghi vàng dơ. Xanh. À, dơ vai nha vịt mở chung. Rồi ai chúc mã này lên mã sọc. Rồi sọc này có 2 con nha mọi người nha. Sọc này có 2 con á. Rồi con này size XL nè. Một con size XL với một con size 2XL ha. Một con XL và một con size 2XL. Rồi em tặng luôn cho mọi người. Con này nó hơi bụi vai thôi. Mấy cái này nó dễ ra lắm. Rồi em tặng luôn 30.000 đi. 30 nha. 30k mã sọc. Ai chúc size nào lên size đó nha. 1X và 2X nha. Em tặng 30.000. Đẹp chưa? Rồi 30 nha. Comment giá tiền lên luôn nha. 2XL 30.000. Đó, em sẽ em tặng hết cho mọi người nha. 30k. Bỏ cổ áo ra rất là đẹp. Lên giá tiền đi Võ Kiều Phương ơi. Và 30.000 2X cho Võ Kiều Phương nè. Rồi em còn một con size XL nha mọi người nha. Em còn một con size XL.
Rồi ít lên lò cho gì than Phú Mai. Rồi chờ xíu, ai muốn chốt cái đống này nè. Cái này em còn nguyên một nhiêu đây nè mọi người nè. Em còn nguyên một nhiêu đây nè, chút xíu này em tặng hết. Gần cuối live em tặng nha. Ai theo gần cuối live tặng. Có ấy xuống thế nhìn cho ngồi lên ngủ mai đi học cái. Ngày mai có nhân viên làm rồi. Rồi ai chứng mã đây lên mã da bò. Trời ơi cái vải này đẹp xuất sắc. Hàng Alan nè, Alan. Hàng Alan xanh L nha mọi người nha, 70k. Xanh L70. Rồi lên quần luôn nha, lên quần dài luôn. Ok chờ chị một xíu. Rồi da bò, ai chúc da bò lên da bò nha mọi người nha. Da bò dùm em ha, 70.000. Hàng này em bao đỉnh nha mọi người nha. Rồi size này size L đẹp xuất sắc luôn. Cái máy cái con này là em bao đỉnh luôn á. Đỉnh luôn á. Rồi da bò. Cái gì em? Chị ơi, á chị chịu lại. Ông em ơi. Trời ơi, em biết chị mua mấy trăm ngàn một con. Chị mua ở nhà chị mua mấy trăm ngàn không á. Bây giờ có nè, chị lấy mấy chục cái cũng được. Ông có chưa? Nói chung là cái này chị để. Nói chung hàng này nói chung là biết sao, nó tùy theo shop. Nhưng ví dụ hộp gu của mình thì nó lâu lâu mới có. Nên là để chốt về cho mấy đứa nó bận. Xuống nó rẻ mấy chục ngàn à. Nói chung mua là có hồi sắm đồ nó mua mấy triệu mà không được có mấy cái à. Anh là để cho nó bận. Rồi ai chúc mã này comment mã xám đi. Xám xanh L hàng hàng cái gì. Nói chung hàng này hàng đẹp không nha mọi người nha. Em vẫn ở đây đợi tội nghiệp ghê chưa, không có sai luôn á cưng ơi. Sáng mai em cập chốt đơn đi luôn nha chị. Rồi ok hoàn phí, ok em nha. Rồi ai chúc mã này lên mã xám nha mọi người nè. Ai chúc xám lên xám nha mọi người nha. Rồi con xám thì em tặng luôn cho mọi người hàng này hàng hãng luôn nha. Alet luôn á, hàng Alet luôn nè, xịn đét luôn nha mọi người nha. Hàng Alet bao xịn cho mọi người luôn ha. Rồi con này em tặng luôn mọi người 60.000 đi nè. Xám 60 nha, size này size L. Xám 60k xanh L. Rồi con xanh này dơ nè. Con xanh này nó dơ, em tặng cho mọi người con này 25.000. Dơ 25. Rồi dơ 25.000. Ai chúc dơ lên dơ. Dơ em tặng luôn 20 đi. Con này về giặt đi, ai chúc về giặt đi. Coi dạng mạnh nha. Coi dạng mạnh luôn, em tặng 20k thôi. Xanh L. Xanh L nè. Nói chung hàng này hàng xịn không nè. Hàng xịn không, nhưng mà treo dưa em tặng 20 thôi nha. Về giặt đây size này khoảng 40-48kg gì đó ha. Rồi em tặng 20.000, xanh dưa 20. Xanh dưa 20. Rồi ai chút sọc lên sọc. Sọc size 2XL 35k đi. Tặng luôn 35. Rồi sọc size 2XL tặng luôn 35.000. 2 treo nha, comment mã sọc 35k. Vải đẹp lắm nè, nó có in chữ luôn nha mọi người nha. Rồi sọc 35.000. Gần hết rồi. Rồi sọc 35. Trời ơi có một con em áo jean. Một con em áo jean này, hôm qua chưa chốt được áo jean nè. Trời ơi áo jean đỉnh luôn nè. Hôm qua chưa chốt được con áo jean nè mọi người nè. Và áo jean 85.000 hãng luôn, xịn đét luôn nha. Hôm qua có chị mì bánh gì chốt được hai con thôi. Có hai con gì chốt được hai con thôi, không ai chốt được luôn á. Hôm qua không ai chốt được luôn. Trời ơi xịn dã man luôn nè. Rồi con này size L nè, áo jean size L nha mọi người, 85.000. Quá đỉnh luôn á mùi ha. Rồi caro. Caro. Rồi sập cho vịt mở chu. Rồi xanh L. Rồi caro xám xanh L 70.000. Caro xám xanh L 70. Caro xám xanh L 70. Rồi mẹ này mẹ dơ đem tặng cho mọi người 35k nè. Áo jean không bán nữa Nguyễn Hằng ơi. Áo jean để bận rồi. Áo jean để bận rồi cưng ơi. Áo jean để bận do bữa hôm qua chị mì bánh chị nói để cho chị hai con luôn, chị bằng cặp chứ còn tính ngày hôm qua tính lấy rồi. Do để cho chị mì bánh đó thành nên giờ còn con lại thôi để cho bận. Rồi ai trước mặt đây comment mẹ dơ đem tặng 35.000. Con này xịn lắm nè, mẹ dơ em tặng 35 nha mọi người nha. Nè con này hàng này em bao xịn luôn á, nhưng mà dơ em tặng 35k xanh L, comment dơ 35.
Dưa 35k xanh L nha. Chị Mì Bánh đi chơi hả? Rồi, ai chúc lên đơn nha. Trời, áo thun này đẹp không à. Chị Mì Bánh ơi, đẹp quá trời luôn mà. Không thấy vô chốt. Áo thun xịn đét luôn á. Áo thun có cổ hàng đẹp đẹp không à. Em chừa lại đừng đóng nha cho nhà em. Đóng buồn qua hút một đóng nữa rồi đó. Rồi, caro dơ nha, 35k. Mấy cái hàng này hàng xịn á. Mấy cái hàng này mà giờ em sẽ em tặng luôn. Mấy cái hàng dơ đó đừng bỏ chung vô nha boy nha. Bỏ rời ra chứ để lộn với mấy cái hàng kia đó. Rồi con này size 3 trên L. Size 3 trên L ha mọi người ha. Rồi em xả luôn 35k size 3 trên L. 3 trên L 35.000. 3 trên L 35k nha mọi người nha. Size 3 XL 35.000. Rồi 70kg quay đầu nè. Size này 70kg quay đầu 35k. 35k nha mọi người nha. Rồi con LV này em tặng luôn mọi người 50.000 đi. Con LV này 50 nha, size L. LV 50. Rồi tập 35 cho Võ Kiều Phương. Rồi lên đơn nha. Ai chúc lên đơn xanh L. Em tặng 50.000 hàng LV xịn luôn á. Vải bên ngoài đẹp lắm. Màu bên ngoài rất là sang luôn nha, xanh L. Rồi em tặng con này luôn 50 đi nè. 50k. 50. Rồi một con này con đen cũng size to. Rồi mấy con này quá đẹp luôn. Rồi comment mã đen. Rồi đen này size khoảng 60kg quay đầu ha. Ai chúc đen lên đen. Rồi con đen này anh sẽ tặng con 60.000 này, đen 60. Rồi comment mã đen 60 nha, chúc đen lên đen 60 nè. Rồi đen này đen size 2 đến L 70. Ai chúc đen 2X lên 2X. 2 đến L là hàng hãng nha mọi người nha. Nói chung hàng xịn á. Rồi đen 2X 70 nè. Ai chúc đen 2X lên đen 2X 70k. Đen 2X 70.000. Rồi comment mã búp bê rì 70. Búp bê rì 70 ha mùi ha. Size 2 đến L luôn nha. Búp bê rì này là size 2 đến L luôn. 70k trời ơi, đẹp không. Búp bê rì 70 ha mùi ha. Rồi comment mã búp bê rì 70 nè. Bầu trời đêm để giờ có cái nào để bầu trời đêm vừa luôn á. Đây chút sơ mi nữa. Em còn mấy con lên cho nó hết cho mọi người nha. Đây mấy con này nó chắc nó hết. Trời toàn đẹp không. Rồi con này size 2 đến L luôn nha. Con này size 2 đến L luôn. Rồi comment mã này mã 1. Mã 1. Ai chốt mã này lên mã 1 lại đi. 70. Mã 1 70.000. Trời ơi mấy cái này mọi người chốt biết chốt gì luôn á. Vải nó xịn đét luôn. Rồi size 2 đến L. Màu bên ngoài nó đẹp hơn bên trong rất là nhiều. Rồi ai chốt lên đơn 70k. 70 nha mọi người nha. Mã 1 70. Rồi con này mã dưa. Ủa mấy cái dưa này không xếp bỏ vô luôn hả Vân? Nói mà không bỏ ra ngoài luôn nè. Trời đó coi ép kia luôn không biết đường nào đâu bán. Rồi ship mà biết dơ là thôi chứ biết gì trời. Ném vô trong tay, ném lên tay mà ship vô mà không biết trời. Rồi ai chút dơ lên dơ em tặng 20 nè. Mã 170 cho Hải Huyền nè. Rồi ai chút mã này mã dơ em tặng 20 size M. Trời xịn lắm. Rồi dơ 20 size M nha. Dơ em tặng 20.000 size M. Đây nè. À, dơ này cho Tuyên Phan nè. Giờ con này size L. Hơi dơ cổ. Con này nó hơi dơ thôi. Em tặng cho mọi người 50.000 đi. Con này nói chung hàng là toàn bộ là hàng xịn không à. Rồi con này dơ vai em tặng 50 đi nè. Trời ơi đẹp lắm. Rồi dơ vai size L em tặng 50. Chỉ cần về giặt sơ là ok nha. Không có size 90kg buôn buôn ơi. Rồi ai chúc dơ vai lên dơ vai 50.000 xanh L. Dơ vai 50 xanh L. Rồi con là con nâu xanh 2X nha. Nâu 2X dùm em. Ai chúc nâu lên nâu 2X L. Ủa 1X L chứ. 1X L nha. Con này 60kg quay đầu. 50-60kg nha. Rồi comment mã này mã nâu. Comment mã nâu hả mọi người. Ai chúc nâu lên nâu. Bữa này nó may bị dính cộng chị vô đây nè. Rồi comment mã nâu. Nâu này em tặng cho mọi người 60 thôi. Nâu là giá 60 nha mọi người nha. Nó may bị dính cái gì vô đây. Dính cái cộng lông vải lông đồ vậy. Rồi dơ 50 cho Mai Nguyễn. Rồi nâu 60.000.
Rồi màu này nó đẹp. Rồi nâu 60 nha mọi người nha. Ai trúng nâu lên nâu 60 nè. Nâu 60. Mấy con này mẹ em xả 50 ngàn mà không ai chốt mà trời. Mọi người nhận rồi mọi người xỉu luôn á. Đẹp quá đẹp mà. Đấy ở đây là bao nhiêu ngày chị ơi. Nó tùy bưu điện đi à Hải Huyền ơi. Nó tùy bưu điện đi á cưng ơi. Rồi size này size L nha mọi người nha. Ai thích size L lên size L nè. 50k size L. Size L 50. Rồi size L này em tặng luôn 50. 2XL 50 luôn. Cái này làm chốt 70 ngàn hết á. Rồi giờ tặng luôn 50 size 2X nè. 2 chốt 2X lên 2X 50. 2X 50 ngàn. Rồi con này dơ em tặng 35 ngàn. Con này dơ nha. Chút dơ lên dơ size L 35k. Về giặt đi cho con mình nó bận rất là đẹp. Dơ 35. Hai chút dơ lên dơ. Dơ 35 ngàn. Giờ em lên máy cáo thun nha. Kêu xuống thay đi mà sao hả? 2x50 cho Vi Huyền nè. Đây nè. Xuống thay nó lên ngủ mai đi học cái. Thầy em đang cho biết ngủ. Cái này nó bị dơ mà trời gì Vi Huyền ơi. Cái hàng này dơ chị cũng tặng mà. Này dơ vai nè. Cái này em tặng 35k nha dơ vai. Ai còn đang xem cho em xin một chấm đi mọi người ơi. Ai còn đang xem thả một tim một like đi mọi người ơi. Chấm A B B C gì đi. Rồi dơ vai nha sấy đi L. Dơ vai sấy đi L 35 ngàn. Về mà ai chút về bận thì giặt sơ là ok nha. Dơ vai cho Hoàng Thúy nè. Dơ L 35k cho Mai Nguyễn nè. Đó Mai Nguyễn cái đó đó. Đưa cái cho Hoàng Thúy đi. Không có cái nào để cho bầu trời. Bầu trời ơi ngày mai chốt thêm đơn nha. Ngày mai để coi thử có hàng size to like cho bầu trời đêm mà chốt nè. Hoàng Thúy ơi. Hả? Đúng rồi đây nè. Trắng này nè. Rồi con này sấy trên L luôn ha mọi người ha. Con này sấy trên L luôn. Cái này dơ nhẹ nhẹ thôi. Cái này dơ nhẹ hơn cái kia nha mọi người ơi. 45 ngàn. 45k cũng dơ mà dơ nhẹ hơn. Dơ vai luôn ha. Dơ vai 45 ngàn. Dơ vai 45k. Size này có khoảng 60kg. Bạn nào cao thể 65kg nha. Bạn nào cao thể 65kg á. Comment mà trắng dơ nhẹ cái này 45. Trắng 45. Trắng dơ 45 cho Vi Huyền. Mấy con này đẹp rất là đẹp. Rồi ai chút xám lên xám. Rồi xám dơ vai luôn. Rồi dơ vai 35 ngàn. Xám dơ vai trời ơi đẹp quá đẹp luôn á. Size này size L. Toàn hàng xịn mọi người nhìn tan là biết nha. Rồi xám dơ vai size L 35k. Dơ vai xám 35 ngàn. Rồi ok em á. Ngày mai chút thêm đi. Ngày mai chị like mấy cái quần á. Có quần jean size to á. Em chút quần jean size to không? Quần đi nhiều có size 36, 37 luôn á mà xả có 90, 95 ngàn á. Rồi comment mà trắng giùm em luôn ha. Cũng là dơ vai luôn. Ai chút về cho con em nhà mình bận thì giặt bận đi nha. Là cũng dơ vai luôn nè 35k nè. Comment mà trắng dơ vai 35k nha. Size này size cũng có khoảng 50kg quay đầu. 50kg quay đầu, em tặng con này 30 đi, con này dơ hơi nhiều, xíu tặng 30 nha, dơ 30, trắng dơ 30. Rồi chị mì bánh xưa lại 30 giùm em đi chị yêu, 30 nha. Con này to mà biết sai như vậy. Có nhỏ mà nó hay mua của em á, Huỳnh Anh Phương á, nó mua nhiều lắm luôn á, mà nó về nó giặt ra hết rồi. Trời ơi, nó mua nhiều lắm. Nó mua mà ai nếu mà ai vô tự nó mua sỉ không á. Nó mới mua cái đơn 4 triệu mấy gần 5 triệu mới cách 2 ngày nó mua 3. Hôm nay xây sẫm mặt mày rồi hôm nay hết chốt rồi. Nó vô nó kêu em vô em coi thôi nha. Mà nó vô nó chốt lia phanh. Nó kêu em không mua nữa em vô em coi thôi. Thế là nó ngồi nó ghiền nó chốt quá trời. Nó chốt 2 đơn. Hôm bữa là nó ngưng từ hôm bữa rồi. Nó chốt thêm 2 đơn nữa gần à.
4 triệu mấy, 5 triệu với 4 triệu, nó chốt gần 9 triệu nữa. Nó kêu em đã ngưng rồi mà còn chốt thêm. Nó mua quá trời. Nói chung đẹp quá mà. Nó về nó giặt sạch lắm. Nó kêu em về em giặt sạch tinh luôn á. Nó rẻ nè. Rồi cái xanh này em tặng luôn cho mọi người 30 ngàn nha. Rồi xanh dơ 30. Rồi trắng dơ chị mì bánh này, xanh dơ 30 nha mọi người nha. Rồi xanh này xanh L luôn ha, 30, xanh dơ 30. Xanh dơ 30. Xanh đậu dơ cho Vi Huyền nè. 2 triệu về giặt thì chịu khó về giặt đi rồi hả? Bận. Rồi ai chút rút lên rút em tặng cho mọi người con này 20 ngàn luôn. Con này nó không dơ lắm đâu nhưng mà em tặng 20 nha. Rồi comment mà rút 20. Xanh này nó dạng body vậy nha. Dạng body có thể 60kg vừa luôn nha. Coi dạng mạnh luôn ha. Cái này dạng body á. À. Rồi lên mạng này mà rút em tặng 20 nè. Rút 20. Rút 20 ha. Ai chút rút lên rút 20. À, nó dơ vai xíu xíu như vậy là em bỏ ra em đi lai dơ đó nè. Nó hàng thiêu nè. Rồi rút dơ cho Tuyên Phan. À, sorry. Rút dơ Liễu Thạch trước rồi nè. Rút dơ Liễu Thạch trước nè. Bỏ cho Tuyên Phan nữa sau. Rồi ai giúp xanh lên xanh giùm em nha. Xanh 35 ngàn. Xanh dơ vai 35. Cái này nè thiêu luôn á. Toàn bộ hàng này là like 70 ngàn mà dơ xíu làm xả 35 ngàn là người thấy không. Giờ chỉ cần giặt sơ là tiện lời quá trời thấy không. Rồi xanh dơ 35. Dơ 35 cho Vi Huyền. Rồi đỏ. Ai chút đỏ lên đỏ. Rồi comment mã đỏ luôn. Xả luôn 35 ngàn cũng dơ vai luôn nha. Rồi đỏ xa M dơ vai 35k. Mã đỏ dơ vai 35 ngàn. Ai chút đỏ lên đỏ dơ vai size M ha mọi người ha. Size M đỏ size M 35. Đỏ size M dơ vai nha. Có chữ dơ vai thì mới chốt nha. Sao không chốt cho em mà chị? Em comment sao sao chốt cho em được Hoàng Thúy ơi. Em comment sao chị không chốt được nha. Dơ 35 cho chị mì bánh nè. Rồi xám luôn nha mọi người nha. Con xám này nó hơi bụi thôi chứ nó không phải là dơ gì đâu, nó hơi bụi xíu. Rồi em xả tặng luôn 35k nha xám. Xám 35k size XL ha. Rồi xám 35k size XL luôn em ha. 60 mấy ký vừa luôn nha. Thằng này. Rồi lên đơn nha, 35k xám. Em lên nhanh nha mọi người, còn mấy con nào em lên nhanh nha, mai đi học, qua mai có người phụ rồi chứ giờ đơn nhiều quá trời mà làm không chịu không xoẻ luôn. Rồi trắng này size 2XL. Rồi trắng size XL cũng dơ vai luôn ha, 35k. Ai mà chốt cho con mình về giặt cái này, nói chung em không có thời gian chứ em giặt cho nhóc em nó bận, trời ơi nó đẹp quá trời đẹp luôn á. Rồi lên đơn nha, ai chút trắng lên trắng, trắng dơ. Trắng dơ nha mọi người nha. Ai chút trắng dơ lên trắng dơ. Mọi người không có chữ dơ em không chốt đâu nha mọi người nha. Lưu ý không có chữ dơ em không chốt đâu á mọi người ha. Rồi xám dơ ai chốt nè. Xám dơ nè. Xám dơ. Trắng dơ cho chị mì bánh nè. Rồi xám dơ ai chốt lên xám dơ nha. Trắng dơ đó của chị mì bánh đừng xé để từ từ đi. Ai chốt rồi bỏ vô luôn khỏi bỏ. Để im lắm. Xám dơ lên lại xám dơ giùm em nha. Rồi con này size M. Con này nó có hai con nha. Cũng dơ vai luôn á. Cũng dơ vai luôn nha. Con này size M nè. Con này size M 35k nha, dơ luôn ha. Comment mã đen dơ. Rồi M và size XL nha. M và size XL ha mọi người ha, 35 ngàn. Dơ luôn nha, caro dơ. Comment mã này mã caro dơ. Caro dơ 35k. Rồi xám dơ cho Ngọc Diệu. Alo Pin Fan chút sai gì ạ? Rồi đen dơ XL cho vịt mỡ chung nè. Pin Fan là chút sai M đúng không? Rồi cho Tuyên Phan size M nè. Rồi Tuyên Phan size M. Mọi người ơi lưu ý nha, bạn nào có đơn ngày mai cọc sớm với mình nha.
cặp để mà ngày mai mình có like nữa mọi người chốt thêm mình đi đơn ha. Rồi còn mấy mã xanh nè, này là ép nổi luôn nè mọi người ơi, giống vậy in nha. Rồi xanh luôn giùm mình ha, ai chút xanh lên xanh 35k, mã xanh cái này dơ nhẹ nhẹ thôi à. Rồi xanh xanh L 35.000, ai chút xanh lên xanh nha, cái này là ép luôn chứ không phải là nó in nha, nó ép nổi nha. Rồi 35k xanh M, rồi xanh 35.000, ai chút xanh lên xanh 35. Rồi con này xanh 2XL nè, trắng này xanh 2XL nha, dơ vai. Comment trắng dơ vai em tặng 30 nè, con này đẹp nè. Rồi con này trắng dơ vai size này cỡ khoảng 70-75kg quay đầu luôn nha mọi người nha, 70-75kg á. Rồi comment mã trắng dơ vai em tặng 30 nha, trắng dơ vai 30. Trắng 30, trắng dơ vai 30 nè. Kèm chữ dơ vô đi Hoàng Thúy ơi, không có chữ dơ không chốt nè, chị đọc rồi mà. Comment mã trắng dơ vai nha, không có chữ dơ em không chốt đâu nha mọi người nha. Nói chung là có chữ dơ em mới chốt, ai mua hàng là biết rồi ha. Để tới hồi là nói sao không chốt nha mọi người nha. Kèm chữ dơ vô giùm em đi. Trắng này em có hai con nè. Rồi hai con size 2XL hết nè. Rồi trắng dơ cho Thanh Phú Mai nè. Rồi trắng dơ cho Vi Huyền nè, hết hai con. Rồi xanh. Rồi còn mấy mã này mã xanh nha mọi người ơi, xanh này em tặng luôn 30.000 dơ vai. Xanh dơ vai 30, size này size 2XL luôn ha. Xanh dơ vai 30, size 2XL. Rồi xanh dơ vai 30.000, size 2XL nha, về giặt là ra hết trơn luôn á. Mọi người về giặt ra trắng tinh luôn á, con nhỏ đó ngày nào mình lên mình like nó thật sự nó nhận đơn hàng về nó trời ơi giặt ra trắng tinh mê luôn. Đẹp lắm. Rồi xanh dơ 30. Rồi còn mấy cái này xả cho nó hết. Rồi nghỉ nha mọi người ơi, em tính lên nguồn jean nữa mà không lên kịp đâu. Do mai nhóc nó đi học em không lên được. Thì để có thời gian. Rồi đỏ đô. Hơi dơ dơ xíu xíu à, đẹp quá à, thôi lỡ tặng 35 đi. Rồi đỏ đô xanh lên tặng luôn 35.000 dơ vai luôn nha, dơ bụi thôi. Cái này là bụi vai chứ không là dơ vai đâu, bụi nhẹ thôi nha. Rồi đỏ đô. Đỏ đô, đỏ đô nha, xanh dơ cho Văn Từ. Xanh dơ cho nha Liễu Thạch. Cái đó của Liễu Thạch á. Rồi đã dơ 35 cho Tuyên Phan. Tuyên Phan là ngày mai chuyển khoản sớm chị nha, để chị giữ đơn là ngày mốt chị cho chút thêm bữa nữa nha. Cái này đẹp quá trời đẹp á, cái này em bán 50 vẫn bình thường thôi á, nhưng mà là em thích tặng cuối like rồi tặng cho mọi người. Rồi con xanh này to. Rồi con xanh này tặng luôn cho mọi người K6 nè. Rồi xanh này em tặng cho mọi người 15.000 thôi. Xanh này 10 như là treo nó bị giãn hay sao á, em tặng 0 đồng đi. Con này tặng 0 đồng nha, treo nó bị ấy sao á, treo nó bị dạng dạng gì sao á, em tặng 0 đồng nha mọi người nha. Con xanh này tặng 0 đồng, đây size này chắc to 70kg nha mọi người nha. Các ai mua về bận đi lao động, ai chốt về bận đi lao động thì được nha. Em nói như nó bị dạng dạng hay sao, em bán thiệt tình lắm. Nói chung ai mua hàng của mình là biết rồi nha mọi người nha. Bán rất là thiệt tình luôn, mà cái này nó dơ không nghĩ mẹ ơi, khỏi tặng luôn á. Cái này dạng rồi nó còn dơ nữa. Con nghĩ tặng cho nó nha. Rồi anh tặng con này 0 đồng nè, còn bên xám tặng 0 đồng nè. Dơ nhiều luôn á, nhưng mà cứ về mình giặt mình xài là ok nha. Rồi con này con xám tặng 0 đồng, còn bên xám tặng 0 đồng em nghĩ like nha. Xám tặng 0 đồng em nghĩ like nha mọi người nha, còn bên xám tặng 0 đồng. Xám tặng 0 đồng. Rồi xám tặng 0 đồng cho Hoàng Thúy nha. Hoàng Thúy là ngày mai chuyển khoản sớm, cọc sớm chị nha. Ngày mai chuyển khoản cọc chị 100.000 đó nha. Rồi ok, ủa chứ sao cái xanh này hồi nãy bạn nào chưa hái em tặng luôn cho mọi người mà sao cái này em tặng luôn 20 đi. Hồi nãy em chốt 30 có người nào chốt rồi nè. Rồi bây giờ mọi người chốt cái này em tặng luôn cho mọi người. Con này, con này em nghĩ là em tặng mọi người 15.000 đi. Hồi nãy ai chốt 30 rồi nè, giờ em tặng 15k đi em nghĩ nha. Rồi con này size của nó là size L đó, em tặng 15.000. Rồi 15k em nghĩ ha mọi người ha. Rồi xanh 15 cho chị mì bánh nè. Ok nghỉ nha mọi người ha.
chung là không có người, thành ra không like được cho em like. Mà người thấy em like tới 1 giờ sáng luôn á. Like tới 1 giờ sáng vẫn like. Bây giờ là không có thời gian rồi. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn mọi người mai. Ngày mai đi, ngày mai em có thời gian em like sớm sớm, chúc mọi người like được nhiều. Em tặng cuối like để em tặng được nhiều nhiều mọi người chốt ha. Rồi bye bye mọi người nha.